Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 137. Sau khi dừng lại, Mục Tiểu Đao nhìn phi đao bị thủng của mình với vẻ không thể tin được thế này. Nói rồi ả ta nhìn Diệp Huyên, không dám tin, huyết mạch gì mà nghịch thiên vậy. Diệp Huyên không nhiều lời, lại tiến về phía trước, sau đó một kiếm khác tấn công về phía Mục Tiểu Đao. Trong mắt Mục Tiểu Đao hiện lên vẻ tàn bạo, bà đây không tin không đánh lại ngươi. Dứt lời, ả ta tiến lên một bước, phi đao trong tay bay ra, phá thương khung. Phá quân. Một đao này bay ra, cả thiên địa đều trở nên hư ảo. Diệp Huyên ở đằng xa rút kiếm khỏi vỏ, giây tiếp theo hắn chém ra một kiếm. Thuật rút kiếm. Một kiếm chém ra, không gian trong bán kính hàng trăm nghìn trượng đều nổ tung. Bùm. Một kiếm của Diệp Huyên ép phi đao của Mục Tiểu Đao dừng lại. Khoảnh khắc kiếm va chạm vào phi đao, không gian mấy trăm nghìn dặm xung quanh trở nên tối đen như mực. Thế giới này không chịu nổi sức mạnh của hai người. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao chợt biến mất. Gần như cùng lúc đó, Diệp Huyên đột nhiên quay người chém ra một kiếm. Ầm. Một bóng người bị chém lùi. Chính là Mục Tiểu Đao. Mà Diệp Huyên cũng lùi ra xa hàng trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên hướng kiếm xuống dưới, kiếm ý và khí tức mạnh mẽ trên người không ngừng phun ra như núi lửa. Xa xa, Mục Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ả ta phát hiện khí tức của Diệp Huyên càng lúc càng tăng, giống như không có giới hạn. Mục Tiểu Đao nhíu chặt lông mày, rốt cuộc đây là huyết mạch gì mà nghịch thiên như thế? Quan trọng là, tuy Diệp Huyên là phàm cảnh nhưng cũng chỉ vừa mới đột phá mà thôi, khoảng cách với ả ta vẫn còn rất lớn. Nhưng lúc này huyết mạch chi lực thần bí đã lấp đầy khoảng cách này. Điều quan trọng nhất là Diệp Huyên vẫn ngày càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, Mục Tiểu Đao mở lòng bàn tay, ả ta biết mình phải đánh nhanh thắng nhanh. Mục Tiểu Đao tiến lên một bước, trên đầu ra, thanh phi đao hư ảo chợt ngưng tụ. Xa xa, Diệp Huyên dường như cảm nhận được nguy cơ, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Ra tay trước có lợi thế hơn. Nhưng Mục Tiểu Đao không cho hắn cơ hội này. Linh hồn của Mục Tiểu Đao chợt xuất khiếu, linh hồn của ả ta cầm lấy phi đao rồi chém về phía trước, chém thần. Nhất đao chạm thần. Vào thời điểm đao bay ra, một đao thế cường đại đột nhiên phóng lên bầu trời, bay thẳng vào tinh không cách đó hàng triệu dặm, cả tinh không lập tức sục sôi. Mà khi Mục Tiểu Đao xuất đao, Diệp Huyên chợt thi triển kiếm vực, khi kiếm vực xuất hiện thì phi đao đã bị khống chế. Nhưng sắc mặt Diệp Huyên đã trở nên tái nhợt như tờ giấy trắng, và lại sức mạnh của phi đao vẫn chưa biến mất, chỉ là tốc độ chậm hơn một chút. Diệp Huyên tiến lên, chém ra một kiếm. Ầm. Nhát kiếm này cộng thêm sức mạnh của kiếm vực. Một kiếm hạ xuống, kiếm vực của hắn vỡ tan, phi đao cũng rung lên dữ dội, sau đó hai luồng sức mạnh cường đại bộc phát. Bùm. Diệp Huyên lập tức bị chấn động cách xa mấy nghìn trượng. Hắn ta vừa dừng lại thì thân thể nứt ra, máu văng tung tóe. Mục Tiểu Đao ở phía xa cũng bị chấn động lùi ra xa gần nghìn trượng. Hai luồng sức mạnh quá mạnh. Đến ả ta cũng không thể hoàn toàn chống lại hai luồng sức mạnh đó. Sau khi dừng lại, Mục Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, thấy hắn bị thương ả ta nhếch môi cười, cuối cùng cũng đánh được ngươi bị thương. Nói rồi ả ta xòe tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh phi đao. Khi chuẩn bị ra tay thì lúc này nụ cười trên môi ả chợt đông cứng. Vì vết thương trên người Diệp Huyên đang phục hồi với tốc độ rất đáng sợ. Huyết mạch bất tử. Lúc này huyết mạch bất tử trong cơ thể Diệp Huyên đang điên cuồng khôi phục thân thể cho hắn. Mà huyết mạch phong ma của Diệp Huyên cũng không ngăn cản huyết mạch bất tử. Vào thời khắc mấu chốt, huyết mạch phong ma không phá rối. Đương nhiên không phải nó không phá rối mà là do kiếm linh. Kiếm linh ở đây, huyết mạch phong ma vẫn phải nể mặt nó. Chẳng mấy chốc, vết thương trên người Diệp Huyên đã gần như bình phục. Mục Tiểu Đao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hai huyết mạch của ngươi thật sự quá biến thái. Đúng lúc này, Diệp Huyên ở đằng xa đột nhiên gằn giọng, xin ngươi đánh chết ta. Lúc này hắn vẫn chưa thực sự đi vào trạng thái phong ma. Bởi vì hắn vẫn còn chuyện rất quan trọng phải làm. Vì thế hắn không dám để mình hoàn toàn rơi vào trạng thái phong ma. Bắt buộc phải giữ lại một chút tỉnh táo.
Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, thật ngông cuồng. Nói rồi phi đao trong tay ả ta chợt bay ra. Diệp Huyên đâm kiếm tới. Keng! Phi đao bị nhất kiếm của hắn ép dừng tại chỗ, ngay sau đó, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Mục Tiểu Đao giơ đao ngăn lại. Bùm! Kiếm quang màu máu bắn ra, Mục Tiểu Đao bị chém lùi. Nhưng Diệp Huyên vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lao lên. Sau đó hai người lại chiến đấu ác liệt. Diệp Huyên vẫn hơi rơi vào thế yếu, nhưng hắn càng đánh càng mạnh. Nhất là dựa vào khả năng hồi phục bá đọa của huyết mạch bất tử, hắn càng đánh càng mạnh. Hai loại huyết mạch chi lực san bằng khoảng cách giữa hắn và Mục Tiểu Đao. Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại hắn là phàm cảnh. Huyết mạch phong ma sau khi tiến vào phàm cảnh càng kinh khủng hơn. Đúng lúc này Mục Tiểu Đao ở phía xa chợt dừng lại, ả ta nhìn Diệp Huyên giận dữ nói, người đúng là không biết xấu hổ, dùng tới cả ngoại vật. Bây giờ ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không ngừng dùng ngoại vật thì ta sẽ đánh hội đồng. Diệp Huyên. Lúc này Tiểu Tháp chợt tức giận nói, mẹ kiếp, người phụ nữ này còn mặt dày hơn cả tiểu chủ nữa. Đánh hội đồng. Thực ra lúc này trong lòng Mục Tiểu Đao đã cực kỳ uất hận. Bởi vì ả phát hiện mình không thể giết được Diệp Huyên nữa rồi. Dưới sự giúp đỡ của hai huyết mạch, Diệp Huyên đã có thể đọ sức cùng ả ta. Đương nhiên Diệp Huyên muốn giết ả ta vẫn là điều không thể. Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách. Vì Diệp Huyên đang càng lúc càng mạnh. Mục đích chính của ả ta lần này là giết Diệp Huyên. Xa xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, xung quanh hắn là biển máu ngút trời. Huyết mạch phong ma. Hắn phát hiện nếu không có kiếm linh trợ giúp thì hắn hoàn toàn không thể khống chế được huyết mạch phong ma này. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao lại chợt nói, ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, nếu ngươi tiếp tục sử dụng ngoại lực thì ta sẽ đánh hội đồng đấy. Diệp Huyên nhìn Mộ Thanh Huyền, trong mắt là một biển máu, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ còn không cho ta dùng ngoại vật. Mục Tiểu Đao giận dữ quát, cái gì mà ỷ lớn hiếp nhỏ? Ngươi là phàm cảnh, ta cũng là phàm cảnh. Vậy ăn hiếp nhau à? Hơn nữa ngươi là đàn ông, ta là phụ nữ, ngươi là đàn ông mà lại đánh nhau với phụ nữ, còn dùng ngoại lực, ngươi không cảm thấy rất xấu hổ à? Diệp Huyên mắng, ta xấu hổ cái quái gì? Ngươi có đang nói tiếng người không đấy? Dù gì ngươi cũng là cường giả siêu cấp, có thể giữ mặt mũi chút được không? Mục Tiểu Đao vỗ vào mặt mình, mặt chỉ là một lớp da thối thôi, giữ lại có ích gì? Có ích gì? Diệp Huyên. Trong tháp giới ngục, Tiểu Tháp nhỏ giọng thở dài, xong rồi. Trong vấn đề mặt dày này, tiểu chủ gặp phải đối thủ rồi. Mục Tiểu Đao nói, nếu ngươi đã cố chấp muốn dùng ngoại lực, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Nói rồi ả ta nhìn Diêm Ma cách đó không xa, cùng đánh hắn. Diêm Ma khẽ gật đầu, lão ta đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi. Mục Tiểu Đao xòe tay, phi đao nhanh chóng bay ra. 13 người phía Diêm Ma cũng biến mất ngay lập tức. Đánh hội đồng. Diệp Huyên biến sắc, hai tay hắn cầm kiếm chém về phía trước. Bùm. Phi đao bị kiếm của hắn ngăn lại, nhưng lúc này hàng trăm dư ảnh chợt xuất hiện xung quanh hắn. Đao quang tung tóe, không gian nứt lìa. Diệp Huyên dậm chân phải rồi lùi lại sau, đồng thời kiếm trong tay hắn cũng nhanh chóng vung lên. Bùm 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 bùm. Từng tiếng nổ vang lên, Diệp Huyên liên tiếp lùi lại sau, trong lúc hắn lùi lại, từng đạo đao mang nhấn chìm hắn như cơn vũ bão. Mà lúc này Mục Tiểu Đao ở phía xa chợt búng tay một cái. Phập! Phi đao đột nhiên bay vào trong vùng đao mang. Ầm! Đao mang lập tức nổ tung, Diệp Huyên lùi về phía xa mấy chục nghìn trượng. Hắn vừa dừng lại, lồng ngực đã nứt ra, máu bắn tung tóe. Vết thương do phi đao gây ra. Hắn đã bị trọng thương. Nếu không có huyết mạch bất tử giúp hắn hồi phục thì hắn đã chết rồi. Đúng lúc này, Diêm Ma và những người khác lại xông tới trước mặt hắn, Mục Tiểu Đao ở phía xa xòe tay, lại một thanh phi đao khác xuất hiện trong lòng bàn tay ả ta. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên đang bị bao vây ở đằng xa, kết thúc rồi. Lời vừa dứt, phi đao trong tay ả ta bay ra. Ở phía xa, Diệp Huyên đang cố gắng chống lại người chấp pháp, đồng tử chợt co rút,
lúc này hắn đang bị đám người chấp pháp giữ chân, không thể đỡ được thanh phi đao ấy, mà nếu không đỡ được thì phi đao sẽ lấy mạng hắn. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Huyên chợt hét lên, ngưng tụ. Ầm. Trong thoáng chốc, huyết khí xung quanh đột nhiên ngưng tụ thành từng thanh huyết kiếm, những thanh huyết kiếm ấy chém về phía phi đao. Dùng ý niệm ngự kiếm. Keng 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 keng. Từng thanh huyết kiếm chém lên phi đao, tuy không ngăn được nhưng cũng làm chậm tốc độ của nó. Thấy vậy, Mục Tiểu Đao hơi nhíu mày, xòe tay ra, một thanh phi đao khác lại xuất hiện, giây tiếp theo nó lại bay ra ngoài. Phập. Tiếng không gian bị xé rách vang vọng khắp thiên địa. Hai thanh phi đao. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn, người hắn đột nhiên bốc cháy. Thiêu đốt thọ mệnh. Mệnh kiếm. Thực ra thọ mệnh của hắn đã không còn lại bao nhiêu, nhưng lúc này hắn không thể không thiêu đốt, vì không đốt thì hắn sẽ chết không phải nghi ngờ. Sau khi đốt cháy thọ mệnh, khí tức của Diệp Huyên đột nhiên tăng vọt. Hắn cầm kiếm bằng cả hai tay rồi chém về phía trước. Ầm. Một kiếm chém ra, vùng đao mang trước mặt hắn lập tức bị chém vỡ, 12 người chấp pháp vũ trụ và Diêm Ma đều bị đẩy lùi cả chục nghìn trượng, hai thanh phi đao của Mục Tiểu Đao cũng bị hắn chém bay. Mà Diệp Huyên cũng đã mệt lả, suýt nữa thì gục ngã. Giờ phút này thọ mệnh của hắn chỉ còn chưa đầy 10 ngày. Đây còn là do kiếm linh cố gắng ngăn cản, nếu không thì bây giờ hắn đã tọa hóa tại chỗ rồi. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, trong lòng cảm thấy chấn động, uy lực nhát kiếm vừa rồi của hắn có phần dị thường. Tại sao hắn lại có nhiều con át chủ bài đến thế? Mục Tiểu Đao không nghĩ nhiều, xòe lòng bàn tay, lại một thanh phi đao khác xuất hiện. À, ta nhìn ra được sau khi thi triển bí pháp vừa rồi, hiện tại Diệp Huyên đang rất yếu. Đây là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Đúng lúc này, trong tay Diệp Huyên xuất hiện một cái hộp. Diệp Huyên nhìn Mục Tiểu Đao phía xa, hắn lau vết máu nơi khóe miệng, người phụ nữ kia, ta thật sự không muốn mở hộp vào lúc này, ta khuyên ngươi hãy lương thiện. Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyên tức giận, ông đây uy hiếp ngươi đấy, ngươi có bản lĩnh thì tới đây. Mục Tiểu Đao im lặng không nói. À, ta không nghĩ Diệp Huyên đang lừa mình, chết tiết, hắn nhiều con át chủ bài quá. Đặc biệt là kiếm khí khi trước, nếu hắn sử dụng lần nữa. Nghĩ đến đây, Mục Tiểu Đao cất phi đao đi, lùi sang một bên rồi nhìn Diêm Ma bên cạnh, các ngươi lên trước đi. Diệp Huyên. Phía Diêm Ma đều sững sờ. Thế này là thế nào? Diêm Ma do dự một chút rồi nói, Mục cô nương, thực lực của cô mạnh hơn. Mục Tiểu Đao chớp mắt, không phải ngươi cho rằng ta sợ chết nên mới không dám lên đấy chứ? Diêm Ma liếc nhìn Mục Tiểu Đao, lẽ nào không phải thế? Mục Tiểu Đao nghiêm nghị đáp, ta đường đường là Mục Tiểu Đạo, làm sao có thể là người tham sống sợ chết? Sở dĩ ta để ngươi ra tay trước là muốn nhường công lao này cho người chấp pháp các ngươi. Ta có lòng tốt mà lại bị các ngươi hiểu nhầm, tức chết ta mất. Ta phải kiện các ngươi nhát gan sợ chết, đối mặt với kẻ địch lại sợ hãi không dám tiến lên, ta. Diêm Ma đột nhiên nói, Mục cô nương, đừng nói nữa, chúng ta lên là được chứ gì. Nói rồi lão ta thầm thở dài trong lòng, chấm. Khỉ thật, gặp phải loại người này lão ta không làm được gì. Quan trọng nhất là cấp bậc của người ta cao hơn lão. Hơn nữa Mục Tiểu Đao nổi danh vô lý ở thần đình vũ trụ, gây thù chuốc oán với ả ta sau này khó mà sống nổi. Diêm Ma nhìn Diệp Huyên phía xa rồi dẫn 12 người chấp pháp xông tới. Bên cạnh, Mục Tiểu Đao nhìn chiếc hộp trong tay Diệp Huyên, ả ta xòe tay, một thanh phi đao chợt bay ra. Ả đã nghĩ kỹ rồi. Không đối đầu trực diện với Diệp Huyên, ả ta sẽ âm thầm đánh lén. Xa xa, ánh mắt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lẽo, hắn đang định mở hộp ra thì bầu trời chợt nứt lìa, giây tiếp theo một luồng khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Ầm. Luồng khí tức cường đại đẩy lùi 12 người chấp pháp kia, mà phi đao bay tới trước mặt Diệp Huyên cũng đột nhiên bị một sức mạnh bí ẩn chặn lại. Trước mặt Diệp Huyên xuất hiện một người phụ nữ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đông Lý Tịnh tộc trưởng Bất Tử Đế tộc. Đông Lý Tịnh tung ra một quyền. Ầm. Phi đao bị hất văng ra.
Mục Tiểu Đao xòe tay, phi đao rơi vào trong tay ả ta. Mục Tiểu Đao nhìn Đông Lý Tịnh, bất tử đế tộc. Đông Lý Tịnh để một tay sau lưng, nhìn Mục Tiểu Đao, đúng. Mục Tiểu Đao mỉm cười, bất tử đế tộc muốn tuyên chiến với thần đình vũ trụ của ta sao? Đông Lý Tịnh không trả lời câu hỏi này, bà quay người nhìn Diệp Huyên, khi thấy hai loại huyết mạch cùng tồn tại trong cơ thể hắn, đồng tử của bà chợt co lại. Hai huyết mạch hàng đầu cùng tồn tại. Hơn nữa Diệp Huyên còn là phàm cảnh. Một phàm cảnh trẻ tuổi. Đông Lý Tịnh chợt cười lớn, bà quay người nhìn Mục Tiểu Đao, trở thành kẻ thù của thần đình vũ trụ. Vậy thì sao? Mục Tiểu Đao giơ ngón tay cái lên, rất có bản lĩnh. Đông Lý Tịnh chợt nói, bắt đầu. Giọng nói vừa dứt, một cô gái mặc áo giáp xuất hiện sau lưng Đông Lý Tịnh. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên đang hấp hối, lập tức hộ tống thiếu chủ về vũ trụ cửu duy, bất cứ giá nào cũng phải đưa đắn hắn về tộc. Kẻ nào dám ngăn cản, mặc kệ là ai, giết không tha. Bắt đầu đáp, tuân lệnh. Nói xong nàng ấy đưa Diệp Huyên quay người biến mất ở một phương trời. Mục Tiểu Đao nói, các ngươi đuổi theo đi. 12 người phía Diêm Ma cũng biến mất. Đông Lý Tịnh đang định ra tay thì một luồng đao thế đã bao phủ lấy bà. Đông Lý Tịnh nhìn Mục Tiểu Đao, ả ta nở nụ cười, xòe tay ra, một viên đá màu vàng bay lên rồi hóa thành kim quang biến mất ở nơi sâu trong vũ trụ. Gọi người. Mục Tiểu Đao biết rất rõ bất tử đế tộc đã can thiệp vào thì bọn họ không thể giết được Diệp Huyên. Nhìn kim quang biến mất ở nơi sâu trong tinh không, Mục Tiểu Đao rời mắt, nhìn Đông Lý Tịnh, bất tử đế tộc, sợ rằng các người không đủ khả năng đâu. Đông Lý Tịnh cười nhẹ, có khả năng hay không phải thử mới biết chứ. Mục Tiểu Đao nhìn bà, nào, chúng ta thử hai chiêu trước xem. Dứt lời, phi đao trong tay ả ta bay ra. Trong mắt Đông Lý Tịnh hiện lên vẻ tàn ác, giây tiếp theo bà đã lao ra. Bùm! Trận đại chiến lập tức nổ ra. Ở một nơi nào đó trên bầu trời, Bắc Đẩu dẫn Diệp Huyên chạy điên cuồng. Về bất tử đế tộc. Lúc này, nhóm Diêm Ma đột nhiên xuất hiện trước mặt Bắc Đẩu. Diêm Ma nhìn nàng, để hắn lại. Bắc Đẩu lên tiếng, giết. Lời vừa dứt, không gian xung quanh đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, 36 người lao tới. Bất tử đế quân. Bắc Đẩu lập tức đưa Diệp Huyên đi. Phía sau, vẻ mặt Diêm Ma chợt trở nên gớm ghiếc, lão ta xòe tay, lệnh bài màu đen bay vút lên trời, thẳng tới nơi sâu trong vũ trụ. Lệnh chấp pháp. Lệnh này vừa được đưa ra, người chấp pháp ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ đều phải dùng tốc độ nhanh nhất tới đây. Bắc Đẩu đưa Diệp Huyên tới vũ trụ thất duy, bên cạnh nàng ấy còn có 36 cường giả của bất tử đế quân. Vừa tới vũ trụ thất duy, Bắc Đẩu đã hét lên, lập tức mở vách ngăn vũ trụ. Sau đó nàng ấy lại đưa Diệp Huyên đi. Vũ trụ thất duy có vô số cường giả đuổi theo hộ giá. Khi vừa tới vách ngăn vũ trụ thì trên đầu mọi người chợt xuất hiện vòng xoáy không gian, cùng lúc này một giọng nói vang lên từ sâu trong vòng xoáy, tội nhân ách thể, ai dám cứu. Bắc Đẩu quay đầu nhìn một bất tử đế quân bên cạnh, ngăn chúng lại. Cường giả đó đáp, tuân lệnh. Dứt lời, ông ta dẫn 46 siêu cấp cường giả lao vào vòng xoáy màu đen. Bắc Đẩu đưa Diệp Huyên vào vũ trụ bát duy, trên đường đi, ánh mắt nàng lạnh như băng, bên hông nàng đeo 100 tấm ngọc bài bằng gỗ, nhưng lúc này những ngọc bài ấy lại lần lượt vỡ nát. Đó là hồn bài. Từng cái hồn bài vỡ nát, cũng có nghĩa là có người lần lượt chết đi. Trái tim của Bắc Đẩu đang rỉ máu. Nhưng nàng ấy không thể dừng lại. Nàng ấy không quen Diệp Huyên, nàng ấy chỉ biết người mình bảo vệ trong lòng là thiếu chủ của bất tử đế tộc, là tương lai của bất tử đế tộc. Bắc Đẩu mang theo Diệp Huyên chạy như điên, chạy thẳng đến vũ trụ cửu duy. Trên đường đi cũng có cường giả bảo vệ hộ tống. Nhưng vẫn quá yếu trước những người chấp pháp vũ trụ này. Bắc Đẩu nhanh chóng dẫn Diệp Huyên tới trước vách ngăn của vũ trụ, mà lúc này, vách ngăn của vũ trụ cửu duy đã được mở ra. Lúc Bắc Đẩu muốn dẫn Diệp Huyên đi vào trong, một không gian trên đầu nàng ấy đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một tia đao mang bắn nhanh từ trong tinh không tựa như sao rơi. Vụt! Đao mang bay tới, tiếng xé rách chói tai không ngừng vang vọng. Bắc Đẩu dừng lại,
nàng ấy rút đao bên hông ra chém lên trên một phát. Ầm. Đao mang lập tức vỡ nát, Bắc Đẩu dẫn theo Diệp Huyên lùi lại mấy trăm trượng, vừa dừng lại, nàng ấy đã thấy 26 người áo đen. Người chấp pháp vũ trụ. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo đen, người đàn ông tóc đen có mái tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt sắc bén tựa như đao, trong tay đang cầm một thanh trường đao mang vỏ. Mạc Sơn. Thống lĩnh của người chấp pháp vũ trụ. Người chấp pháp vũ trụ có tổng cộng 6 thống lĩnh, mỗi thống lĩnh đều nắm quyền một phương. Mạc Sơn nhìn Bắc Đẩu, không phí lời lập tức lao về phía trước, rút đao chém một phát. Xoẹt. Thiên địa nứt ra. Bắc Đẩu nở nụ cười dữ tợn, nàng ấy buông Diệp Huyên xuống, lao về phía trước tựa như mãnh hổ, cũng rút đao chém một phát. Ầm. Đao quang thoáng chốc nổ tung, hai người đồng thời lùi lại mấy nghìn trượng, trước mặt hai người có vô số đao mang tung hoành, vô cùng đáng sợ. Sau khi dừng lại, Bắc Đẩu nâng đao qua đầu, tiến về phía trước, gầm lên một tiếng, chém. Một đao chém xuống, không gian xung quanh nàng ấy bắt đầu nứt ra. Mạc Sơn ở phía xa đột nhiên biến mất. Vụt. Một tàn ảnh lướt qua. Lúc vừa xông tới chỗ cách Bắc Đẩu mười mấy trượng, Mạc Sơn rút đao ra chém một phát. Đỡ đòn. Ầm. Đao quang thoáng chốc nổ tung trước mặt hai người, lần này, hai người đều không lùi bước mà liên tục chém hơn nghìn đao. Không gian xung quanh bắt đầu dần sụp đổ. Không gian của vũ trụ bát duy này hoàn toàn không chịu nổi lực lượng của hai người, khi hai người vung đao, tinh không tựa như đậu hũ bị cắt thành vô số miếng, cực kỳ đáng sợ. Lúc hai người chiến đấu, Diệp Huyên ở cách đó không xa đang áp chết huyết mạch phong ma trong cơ thể. Thật ra vết thương của hắn gần như đã lành lại rồi. Dẫu sao cũng có huyết mạch bất tử và tử khí kia. Sở dĩ phải áp chế huyết mạch phong ma là vì hắn phát hiện hắn sắp không khống chế được nó ôi. Nếu còn tiếp tục điên cuồng như thế, hắn sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, một khi tiến vào trạng thái đó thì sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, hắn nhất định phải áp chế huyết mạch phong ma này. Bắc Đẩu ở phía xa vẫn còn đang đại chiến với Mạc Sơn, trận chiến của hai người có thể nói là rung động đất trời, cả tinh không đều vỡ nát. Mà hai người cũng không phân cao thấp, ai cũng không làm gì được ai. Lúc này, mười mấy người chấp pháp vũ trụ lao về phía Diệp Huyên. Đao quang như thác muốn bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hắn là một biển máu. Hắn vừa muốn ra tay thì lúc này, Bắc Đẩu đột nhiên chém lui Mạc Sơn, một khắc sau, nàng ấy xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, vung mạnh trường đao trong tay về phía trước. Vụt! Đao phá thương khung. Ầm! Vô số đao mang vỡ vụn, mười mấy người bảo vệ vũ trụ bị đánh lui. Bắc Đẩu giơ tay phải, thanh đao kia bay về trong tay nàng ấy cầm đao đứng thẳng, mái tóc tung bay, ánh mắt hung ác, trông giống như một nữ chiến thần vậy. Bắc Đẩu, phó thống lĩnh của bất tử đế quân, trong bất tử đế quân có uy danh chỉ đứng sau thống lĩnh. Bắc Đẩu quay đầu nhìn Diệp Huyên, còn cần bao lâu nữa? Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, được rồi. Lúc này, huyết mạch phong ma của hắn đã bị trấn áp. Bắc Đẩu cầm đao chỉ vào vách ngăn vũ trụ phía xa, đi vào, đi tới bất tử giới, nơi đó sẽ có người chi viện cho ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía vách ngăn vũ trụ. Sau đó nhìn về phía Bắc Đẩu, còn cô thì sao? Nét mặt Bắc Đẩu không chút cảm xúc, ta ngăn ở nơi này. Diệp Huyên lắc đầu, cô sẽ chết đấy. Bắc Đẩu nhìn về phía Diệp Huyên với ánh mắt lạnh như băng, đi vào đi. Đừng để những người đó chết vô ích. Diệp Huyên nói, cô đi chi viện cho bọn họ, ta ở lại ngăn cản những người này. Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Huyên đột nhiên quay đầu hét to, để người khác vì ta mà chết. Ông đây không làm được. Cô đi cứu bọn họ, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, ta cản đường ở nơi này. Đừng nói nhảm với ông nữa. Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Diệp Huyên bằng ánh mắt lạnh như băng, nhiệm vụ của ta là bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta có chết cũng chẳng sao. Diệp Huyên tức giận nhìn Bắc Đẩu, vậy cô ở lại đây cản đường, ta đi cứu bọn họ. Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người biến thành một tia kiếm quang lao ra ngoài. Thấy thế, Bắc Đẩu giận dữ hét to, chỉ biết hành động theo cảm tính. Nàng ấy muốn đuổi theo,
nhưng lúc này, Mạc Sơn lại xông thẳng về phía nàng ấy. Ở bên kia, Diệp Huyên biến thành một tia kiếm quang nhanh chóng lao vào trong vòng xoáy đen nhánh kia, khi hắn tiến vào trong đó, có một thanh niên của Bất Tử Đế Quân cầm trường đao quỳ một chân dưới đất, cánh tay trái của y đã không còn, nếu không nhờ có trường đao chống dưới đất thì có lẽ y đã ngã xuống rồi. Mà trước mặt y là khoảng 45 thi thể. 46 người đi vào, chỉ có một mình y còn sống. Trước mặt y có hơn 60 người đứng đấy. Tất cả đều là người chấp pháp vũ trụ đến từ nơi khác. Đều là người chấp pháp vũ trụ. Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông cầm một thanh trường thương trong tay, bên hông còn có một thanh đao. Thống lĩnh của người chấp pháp. Người này chính là Hàn Phong, một trong 6 thống lĩnh của người chấp pháp. Diệp Huyên bước nhanh tới trước mặt người đàn ông còn sống cuối cùng kia, y vẫn còn trẻ, chỉ khoảng 20 mấy, lúc này, trước ngực y đang không ngừng chảy máu, vết thương do thương gây ra. Lúc này, y chậm rãi ngã xuống. Diệp Huyên vội vàng đỡ lấy y, thanh niên nằm trong lòng Diệp Huyên, y nhìn Diệp Huyên, hơi thở mỏng manh, vô cùng yếu ớt, thiếu chủ. Diệp Huyên lắc đầu, thân thể dần run rẩy, xin lỗi. Vô số luồng tử khí bay ra từ trong người hắn, tràn vào trong cơ thể của thanh niên. Thanh niên quay đầu nhìn vô số thi thể dưới đấy, tỏ vẻ mờ mịt, các huynh đệ đều chết hết rồi. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên. Trước khi đến, bác phó thống lĩnh nói nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ ngài. Nhưng chúng ta còn không biết ngài. Có điều mệnh lệnh chính là như thế. Chúng ta không thể không nghe theo lệnh của gia chủ, vì gia tộc, chúng ta có thể trả giá bằng mọi thứ, cho dù là chết. Nói đến đây, y đột nhiên lấy một sợi dây chuyền ra nhét vào tay Diệp Huyên, run rẩy nói, Lâm Thành Tiêu gia. Thiếu chủ, giúp ta nói với Tiêu Phi, nói rằng, ta từ hôn, tuyệt đối đừng nói ta đã chết, cảm ơn. Dứt lời, trong mắt y không còn có tiêu cự nữa. Những luồng tử khí kia lại bay ra từ trong người y. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, cả người đều run rẩy, hắn đến muộn rồi. Lúc hắn tới, sức sống trên người thanh niên này đều đã biến mất hết. Tử khí có thể chữa thương, nhưng lại không thể cải tử hoàn sinh. Diệp Huyên nhẹ nhàng đặt thi thể của người đàn ông xuống đất, hắn sững sờ nhìn thi thể trước mặt. Bọn họ không quen không biết. Những người này đều không quen biết hắn, nhưng lại vì mệnh lệnh đến bảo vệ hắn, sau đó chết hết ở đây. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy xuống, hắn siết chặt hai tay, cả người vẫn không ngừng run rẩy, các ngươi. Hàn Phong ở phía xa chợt cất lời, tội nhân ách thể. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, trong mắt in hẳn tia máu, hắn gầm thét tựa như dã thú, nếu các ngươi nói ta là tội nhân, vậy ta sẽ phạm tội cho các ngươi xem thử. Dứt lời, hắn lập tức cầm kiếm xông lên. Trạng thái phong ma. Huyết mạch phong ma vừa bị áp chế lại được kích hoạt một lần nữa, mà lần này là hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại giết chóc. Lúc này, sát khí của hắn đã đạt tới đỉnh cao. Thấy Diệp Huyên lao tới như kẻ điên, Hàn Phong híp mắt lại, giết. Dứt lời, gã lập tức xông lên. Thương ra như rồng, Hàn mang từng chút kéo đến. Ầm 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 ầm. Đại chiến diễn ra, lối đi của vòng xoáy không gian lập tức bị đánh vỡ, mọi người tiến vào trong tinh không. Sau khi hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma, chiến lực của Diệp Huyên thoáng chốc tăng vọt, đặc biệt là vì có kiếm linh trong tay, khiến chiến lực của hắn đạt tới mức độ kinh khủng chưa từng có, phải biết rằng bây giờ hắn còn là phàm cảnh nữa. Dù Diệp Huyên một mình đấu với mấy chục người, nhưng về mặt khí thế, hắn vẫn đang chiếm ưu thế. Xung quanh có kiếm quang tung hoành, liên tục có người chấp pháp vũ trụ ngã xuống, mà mỗi khi có một người chết, huyết khí của người đó sẽ lập tức bị Diệp Huyên hấp thu. Cộng thêm huyết mạch phong ma, nên lúc này Diệp Huyên càng đánh càng mạnh. Trong đám người, sắc mặt Hàn Phong cực kỳ khó coi, gã không ngờ rằng thực lực của Diệp Huyên lại đáng sợ đến thế. Đặc biệt là năng lực tự chữa lành của Diệp Huyên, thật sự quá đáng sợ. Sát niệm. Lúc này, trong đầu Diệp Huyên chỉ có một suy nghĩ, đó là giết, điên cuồng giết người. Giờ khắc này, sát khí của hắn đang dâng trào ra bốn phía tựa như những cơn sóng. Mà dưới sát khí kinh khủng của hắn,
thần trí của những người chấp pháp xung quanh đều bị ảnh hưởng. Cứ thế, sau khi đại chiến khoảng nửa canh giờ, thi thể xung quanh càng ngày càng nhiều. Lúc này, Diệp Huyên đã giết chết chừng 30 người chấp pháp. Nhưng tình trạng của hắn cũng không hề ổn, dù có huyết mạch bất tử chữa lành, nhưng trên người hắn vẫn đầy dẫy vết thương, đặc biệt là nơi bả vai còn bị một thanh trường thương cắm vào. Nhưng lúc này, Diệp Huyên lại như một tên điên thích giết người, hoàn toàn không biết đau, cũng không hề sợ chết. Càng đánh càng mạnh. Dưới trạng thái phong ma, huyết mạch chi lực của Diệp Huyên cũng ngày càng mạnh, giống như không có giới hạn vậy. Mỗi giờ mỗi khắc hắn đều đang đột phá giới hạn của mình. Dần dần, xung quanh càng có nhiều người chấp pháp vũ trụ bỏ mạng. Lúc này, Hàn Phong đột nhiên nổi giận, tất cả rút lui. Bên cạnh gã chỉ còn lại chưa tới 19 người chấp pháp. Gã biết nếu còn tiếp tục đánh, huynh đệ của gã cũng sẽ chết ở đây, vì Diệp Huyên dưới sự gia trì của huyết mạch thật sự quá đáng sợ. Nghe thấy lời của Hàn Phong, mười mấy người chấp pháp lập tức dừng lại, sau đó lùi sang một bên. Hàn Phong nhìn chằm chằm Diệp Huyên, các ngươi rút lui trước đi, ta ngăn hắn lại. Lúc này Diệp Huyên giết ngươi đến mức điên rồi, chắc chắn không cho bọn họ cơ hội rút lui, nếu muốn rút lui thì phải có người cản đường. Mà mười mấy người chấp pháp không có ai chịu rút lui cả. Hàn Phong quay đầu nhìn mười mấy người chấp pháp kia, hét to, đây là mệnh lệnh. Mười mấy người vẫn không nhúc nhích. Hàn Phong gằn giọng nói, bây giờ tên này đã không còn bình thường nữa, nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu với hắn sẽ bị hắn làm mất sức mà chết, các ngươi mau rút lui. Mười mấy người vẫn không nhúc nhích. Hàn Phong từ từ nhắm mắt lại, những người này đều do gã bồi dưỡng, gã biết bọn họ sẽ không đi. Đây cũng là những huynh đệ từ cùng gã vào sinh ra tử vô số lần. Nghĩ thế, Hàn Phong nhìn Diệp Huyên, gằn giọng nói, các huynh đệ, tiêu diệt tội nhân ách thể. Hôm nay hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Dứt lời, gã lập tức xông lên, 19 người chấp pháp sau lưng gã cũng hét to, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Sau đó, 19 người cũng lao tới. Vụt. Phía xa, một kiếm quang màu máu bay đến, một cái đầu đầm đìa máu tươi rơi xuống. Nửa canh giờ sau, vùng tinh không này chỉ còn lại Diệp Huyên và Hàn Phong. Lúc này, tay trái của Diệp Huyên đã bị đao chém suýt đứt lìa, cứ thế treo trên bờ vai, chỉ cần kéo nhẹ một cái là sẽ rơi xuống. Trước ngực hắn còn cắm một thanh trường đao, cả người hắn đầy dẫy vết thương, dù có huyết mạch bất tử thì vẫn có vết thương không thể hồi phục. Hàn Phong ở phía xa cũng rất thê thảm, trên người có ít nhất mấy chục vết kiếm, đặc biệt là trước ngực, nơi đó đã bị một thanh kiếm xuyên thủng, có thể thấy cả ngũ tạng. Hơn nữa bên trong còn có một tia kiếm khí không ngừng đánh tan sinh cơ của hắn. Lúc này hai người đều như nỏ đã hết đà. Hàn Phong lau đi máu tươi trên khóe miệng, gã nhìn Diệp Huyên bằng nét mặt dữ tợn, tiêu diệt tội nhân ách thể. Dứt lời, gã cầm trường thương tiến đến gần Diệp Huyên, nhưng chưa đi được hai bước thì gã đã ngã thẳng vào trong vũng máu, gã nhìn lên chân trời, muốn bỏ dậy, nhưng lại không có chút sức lực nào cả. Lúc này, gã nhìn thấy những tàn ảnh ở trong tinh không. Khi nhìn thấy những tàn ảnh này, gã nhếch miệng cười, vì đó là người chấp pháp vũ trụ. Viện quân của bọn họ đến rồi. Hàn Phong thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn thi thể của những người chấp pháp kia, ánh mắt gã dần trở nên mơ hồ, gã nâng tay trái cầm chặt lấy huy chương của người chấp pháp trước ngực, các huynh đệ kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Dứt lời, trong mắt gã cũng không còn tiêu cự nữa. Vào khoảnh khắc Hàn Phong tắt thở, Diệp Huyên cũng chậm rãi ngã xuống. Hắn cũng đã rất mệt mỏi rồi. Những người chấp pháp này có yếu không? Đương nhiên là không. Quan trọng nhất là những người chấp pháp này cũng giống như hắn, không ai sợ chết cả. Đa số vết thương trên người hắn đều do những người chấp pháp kia dùng mạng đổi lấy. Nếu không nhờ có huyết mạch bất tử và huyết mạch phong ma, chắc chắn hắn sẽ không phải đối thủ của những người chấp pháp này. Cũng may trong đám người này không có cao thủ như Mục Tiểu Đao. Nếu không đừng nói là 60, cho dù là 10 thì hắn cũng không chịu nổi. Trước đó Mục Tiểu Đao dẫn theo mười mấy người chấp pháp đã suýt giết chết hắn. Những người chấp pháp này vẫn có khoảng cách khá xa với Mục Tiểu Đao. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện, ông ta mặc áo đen,
là quần áo đặc trưng của người chấp pháp. Người này chính là Lâm Sơn, một trong 6 thống lĩnh của người chấp pháp. Ở sau lưng ông ta còn có 28 người chấp pháp. Khi nhìn thấy thi thể của đám người Hàn Phong, Lâm Sơn lập tức xa sầm mặt, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, băm nát hắn cho ta. Một người chấp pháp ở sau lưng ông ta lập tức lao về phía Diệp Huyên, khi tên này đến gần Diệp Huyên, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của người chấp pháp thay đổi, gã giơ ngang đao lên. Oanh! Trường đao lập tức vỡ nát, người chấp pháp ở bên cạnh lập tức bay xa mấy nghìn trượng. Lúc này, ba cô gái xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Ba người trong đó có người phụ nữ thần bí chạy đến theo hơi thở huyết mạch bất tử của Diệp Huyên. Khi thấy Diệp Huyên nằm trong vũng máu, bọn họ đều sững sờ. Người phụ nữ thần bí lập tức lao đến trước mặt Diệp Huyên, khi thấy tình trạng thê thảm của hắn, bà lập tức rơi nước mắt, không, Huyền Nhi, không. Dứt lời, bà ôm lấy Diệp Huyên, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hối hận. Lúc này, người phụ nữ thần bí cảm thấy trái tim mình như bị kim đâm, gần như muốn nổi điên. Tự trách. Áy náy. Hối hận. Người phụ nữ thần bị ôm chặt lấy Diệp Huyên, khóc như một đứa bé, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Là bà dồn Diệp Huyên đến bước đường cùng. Đồ ở cách đó không xa rời mắt khỏi người Diệp Huyên, nàng ấy nhìn về phía Lâm Sơn với đôi mắt đỏ sẫm, đi chết đi. Dứt lời, nàng biến thành một tia kiếm quang lao ra ngoài. Lần này, nàng không dùng nắm đấm nữa. Vì kiếm của nàng mạnh hơn. Lúc này, nàng chỉ muốn giết người thôi. Thấy chiêu kiếm này, sắc mặt của Lâm Sơn lập tức thay đổi. Một kiếm quá mạnh. Lâm Sơn lập tức xông lên. Mà Mộ Niệm Niệm cũng nở một nụ cười dữ tợn, cầm kiếm xông lên. Hai người đều nổi giận. Chỉ vừa mới giao thủ, hai cô gái đã chiếm ưu thế. Hoàn toàn áp đảo. Đặc biệt là dưới cơn thịnh nộ, sức chiến đấu của hai người hoàn toàn bùng nổ. Ở một bên, tiểu tháp chậm rãi bay ra từ trong người Diệp Huyên, khi nhìn thấy người phụ nữ thần bí, nó lập tức sợ giật cả mình, đệt, cứu mạng. Dứt lời, nó xoay người bỏ chạy. Người phụ nữ thần bí. Lúc này, người phụ nữ thần bí đột nhiên nắm lấy tay phải, tiểu tháp lập tức bị bà giữ trong tay. Tiểu tháp cầu xin, ta. Người phụ nữ thần bí vội ngắt lời, mau cho hắn tử khí. Tiểu tháp hơi do dự. Sau đó nói, ngươi. Người phụ nữ thần bí nổi giận, ngươi gì mà ngươi, mau cho hắn tử khí. Tiểu tháp nói, tiểu chủ đã không sao rồi. Nghe vậy, người phụ nữ thần bí nhìn về phía Diệp Huyên, đúng như dự đoán, lúc này vết thương trên người Diệp Huyên đã từ từ hồi phục. Thấy thế, người phụ nữ thần bí lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nếu chỉ dựa vào huyết mạch bất tử thì Diệp Huyên đã chết rồi. Thứ cứu hắn không chỉ là huyết mạch bất tử, mà còn có tử khí kia nữa. Lúc này, tiểu tháp nhỏ giọng nói, huyết mạch phong ma của tiểu chủ. Người phụ nữ thần bí nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này, trên người Diệp Huyên vẫn mang một màu đỏ như máu, hơn nữa huyết mạch phong ma kia còn đang ngày càng mạnh hơn. Sở dĩ Diệp Huyên còn chưa tỉnh táo lại là vì huyết mạch phong ma này. Người phụ nữ thần bí im lặng một lát. Sau đó đặt nhẹ tay phải lên bả vai Diệp Huyên, một lực lượng thần bí tiến vào người hắn, mà lúc này, huyết mạch phong ma đột nhiên sôi trào. Phản kháng. Thấy thế, người phụ nữ thần bí rụt tay về. Bà không dám mạo hiểm, vì lúc này Diệp Huyên đã quá yếu ớt rồi. Như nghĩ đến điều gì, bà nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, kiếm linh, ta cần ngươi giúp đỡ. Kiếm linh im lặng một lát rồi hơi rung lên. Người phụ nữ thần bí đặt tay phải lên bả vai của Diệp Huyên một lần nữa, ngay sau đó, một lực lượng thần bí tiến vào người hắn. Huyết mạch phong ma lại phản kháng một lần nữa, hơn nữa còn dữ dội hơn cả trước kia. Thật khó chịu. Lúc này, kiếm linh đột nhiên biến thành một tia huyết quang chui vào người Diệp Huyên. Thân thể Diệp Huyên lập tức cứng đờ lại, huyết mạch phong ma trong người hắn cũng dần ổn định. Mà Diệp Huyên cũng khôi phục lại bình thường. Thấy thế, người phụ nữ thần bí nở nụ cười. Lúc này, trận chiến phía xa cũng đã kết thúc. Bên cạnh Mộ Niệm Niệm và Đồ là mười mấy thi thể, chỉ còn lại Lâm Sơn còn sống.
Có điều lúc này, Lâm Sơn cũng đã bán sống bán chết, trước ngực ông ta bị cắm một thanh kiếm, cũng không biết là của Đồ hay của Niệm Niệm. Lâm Sơn nhìn chằm chằm hai cô gái trước mặt, đang định lên tiếng thì lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên chắp tay rạch một cái. Phụt! Đầu của Lâm Sơn cứ thế rơi xuống. Mộ Niệm Niệm xoay người đi tới bên cạnh Diệp Huyên, khi thấy Diệp Huyên bị gãy mất một tay, sắc mặt nàng lập tức trở nên u ám. Ánh mắt của Đồ cũng vô cùng dữ tợn, không thể giấu đi sát khí trong mắt. Lúc này, Diệp Huyên từ từ mở mắt, khi nhìn thấy người phụ nữ thần bí, sắc mặt của hắn thay đổi, hắn lập tức nhảy sang một bên, chết tiệt, bà đuổi tới nơi này để giết ta à? Không thể không nói, hắn thật sự sợ hết cả hồn. Mẹ kiếp! Không ngờ lại gặp người phụ nữ này ở đây. Người phụ nữ này đuổi theo mình lâu như thế, rốt cuộc là có thù sâu hận lớn gì chứ? Nét mặt của người phụ nữ thần bí cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyên nhìn thấy Đồ và Mộ Niệm Niệm, khi thấy hai người họ, hắn vô cùng mừng rỡ, Niệm tỷ. Thanh Nhi. Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, nàng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, vỗ nhẹ lên đầu hắn, cười nói, bây giờ cảm thấy thế nào? Diệp Huyên nhếch miệng cười, đỡ hơn nhiều rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Đồ, Thanh Nhi, muội cũng đến sao? Đồ gật đầu, sắc mặt nặng nề, ta đến muộn rồi. Thấy Diệp Huyên bị ức hiếp như thế, đến giờ Đồ vẫn không thể quên được. Diệp Huyên cười khẽ còn sống là tốt rồi. Còn sống là tốt rồi. Thật ra lúc hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma, hắn cũng không nghĩ là mình có thể sống. Khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn giết người thôi. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía người phụ nữ thần bí, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện, Niệm tỷ, Thanh Nhi. Chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể giết chết yêu nữ này. Mộ Niệm Niệm. Đồ. Người phụ nữ thần bí hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên phát hiện bầu không khí không đúng lắm, hắn nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Niệm Niệm hơi do dự, sau đó nói, nếu ta nói bà là mẫu thân ruột của đệ có tin không? Diệp Huyên chớp mắt, Niệm tỷ, đùa như thế không buồn cười chút nào. Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Huyên, ta không đùa. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên dần biến mất, hắn biết, bình thường Niệm tỷ không nói đùa với hắn. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, Niệm tỷ, tỷ quên trước đây bà ta đối xử với ta thế nào sao? Vì giết ta, bà ta sử dụng hết mọi thủ đoạn, sao bà ta có thể là mẫu thân ruột của ta được? Hơn nữa, mẫu thân ruột của ta là Độc Cô Huyên mà. Lúc này, người phụ nữ thần bí ở bên cạnh đột nhiên nhẹ giọng nói, xin lỗi. Diệp Huyên nhìn bà, ta cảm thấy việc này hơi khó tin. Người phụ nữ thần bí nhìn về phía Diệp Huyên, ta thật sự là mẹ ruột của con. Diệp Huyên cười hỏi, vậy Độc Cô Huyên là ai? Người phụ nữ thần bí nhẹ giọng nói, nàng là tỷ tỷ của ta. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tỷ tỷ của bà. Người phụ nữ thần bí gật đầu. Tỷ ấy cũng là người của bất tử đế tộc, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc biệt nên bị tước mất huyết mạch. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ thần bí, lần này cường giả của bất tử đế tộc đến giúp ta là bà gọi à? Người phụ nữ thần bí gật đầu. Diệp Huyên im lặng một lát rồi lắc đầu, ta vẫn hơi khó hiểu, nếu bà thật sự là mẫu thân của ta, vậy trước kia tại sao bà lại liều mạng nhằm vào ta như thế? Chẳng lẽ là vì muốn rèn luyện ta? Nhưng đâu có giống. Bà thật sự định đẩy ta vào chế chết mà. Người phụ nữ thần bí hơi lúng túng, đương nhiên đa phần chính là áy náy. Mấy năm qua, bà chẳng những không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ mà còn đẩy con trai mình vào chỗ chết. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, hơn nữa, điều khiến ta khó hiểu hơn nữa trước đó bà biết rõ ta có huyết mạch bất tử, đáng lý ra dù lúc ấy bà không biết ta là con trai bà, nhưng huyết mạch của chúng ta giống nhau, chắc chắn cũng là người thân. Vì sao bà còn đẩy ta vào chỗ chết một cách điên cuồng như thế chứ? Người phụ nữ thần bí nhẹ giọng đáp, ta cho rằng con ngươi là con trai của tỷ tỷ ta. Diệp Huyên chớp mắt, bà và tỷ tỷ thù hận nhau thế à? Người phụ nữ thần bí muốn nói lại thôi. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, bà ấy cho rằng năm đó đệ đã chết rồi. Cho nên mới báo thù tỷ tỷ của bà ấy, nhưng thật ra năm đó đệ chưa chết, cho nên mới phát triển thành như bây giờ. Dứt lời,
nàng thuật lại những chuyện xưa Đinh cô nương kể một lần nữa. Sau khi nghe Mộ Niệm Niệm nói xong, Diệp Huyên im lặng. Thật ra hắn cũng cảm thấy hơi khó tin. Trước đây vẫn còn là kẻ thù sống chết, mà bây giờ lại trở thành mẫu thân ruột thịt rồi. Vậy không phải đồng nghĩa với việc mình không thể báo thù ư? Bị đánh không à? Mẫu thân là có thể tùy ý đánh nhi tử sao? Không phục. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì lúc này, tinh không đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy to lớn màu đen, một khắc sau, một cô gái xuất hiện. Chính là Mục Tiểu Đao. Sau Mục Tiểu Đao, Đông Lý Tịnh tộc trưởng của Bất Tử tộc cũng xuất hiện. Mục Tiểu Đao mở lòng bàn tay ra, một thanh phi đao xuất hiện, lúc này, ả ta nhìn ba người Niệm Niệm ở cách đó không xa, ả ta chớp mắt, sau đó nói, làm phiền rồi. Dứt lời, ả ta xoay người bỏ chạy. Nhìn sơ qua một vòng, không đánh lại nhiều người như thế. Mọi người. Lúc trước dù Tiểu Ách có thể áp chế được Niệm Niệm và Đồ, nhưng thực ra chủ yếu là nhờ vào lực lượng pháp tắc tai ách, nếu không có lực lượng này, một mình Tiểu Ách đấu với Niệm Niệm và Đồ thì cùng lắm chỉ đánh ngang tay mà thôi. Thấy Mục Tiểu Đao trốn, Diệp Huyên liền nổi giận hô lên, giết chết ả ta. Nói rồi, hắn lập tức đuổi theo. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho người phụ nữ cầm đao này. Người phụ nữ này quá mức không biết xấu hổ. Hơn nữa còn gian xảo linh hoạt, nếu giữ lại mạng, ngày sau tất thành họa lớn. Tốc độ của Mộ Niệm Niệm và Đồ càng nhanh hơn, trong nháy mắt khi Mục Tiểu Đao bỏ trốn đó, hai người đã tiên phong đuổi theo. Diệp Huyên cũng nối gót, nhưng người phụ nữ thần bí bỗng lắc đầu, không kịp nữa rồi. Diệp Huyên ngây cả người, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Mộ Niệm Niệm và Đồ đã trở về. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, chạy quá nhanh. Diệp Huyên đen mặt đi, mẹ kiếp, sao ả ta lại chạy nhanh thế? Lúc này, người phụ nữ thần bí bỗng nói, trước hết chúng ta cần phải về Bất Tử Đế tộc đã. Nghe thế, Diệp Huyên đột nhiên xoay người rời đi. Ba người Mộ Niệm Niệm hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng đuổi theo. Diệp Huyên chạy đến trước vách ngăn vũ trụ cửu duy, hắn vừa đuổi đến thì nơi này chỉ còn lại một người. Bắc Đẩu. Diệp Huyên vội đi đến trước mặt Bắc Đẩu, Bắc Đẩu bị thương rất nặng, nhưng may là nàng ấy cũng có huyết mạch bất tử nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Diệp Huyên xòe tay ra, vô số tử khí tuôn ra từ lòng bàn tay của hắn, cuối cùng chui vào trong cơ thể Bắc Đẩu. Có sự trị liệu của tử khí, vết thương của Bắc Đẩu khôi phục nhanh hơn hẳn. Diệp Huyên đưa mắt nhìn bốn phía, đám người chấp pháp kia đâu rồi? Bắc Đẩu lau máu bên khóe miệng rồi đáp, đi rồi. Đi rồi. Diệp Huyên chau mày lại, đám chấp pháp này lủi nhanh thật. Bắc Đẩu bỗng nhìn về người phụ nữ thần bí, ngươi là Tam Tiểu Thư. Người phụ nữ thần bí gật đầu. Bắc Đẩu đang định nói chuyện thì lúc này, Đông Lý Tịnh ở bên bỗng nói, thần đình sẽ không giảng hòa, chúng ta về Bất Tử Đế tộc trước đi. Diệp Huyên liền nói, đợi đã. Nói rồi, hắn biến mất. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên rời đi, chẳng mấy chốc, các nàng đã thấy Diệp Huyên đi tới trước chiến trường nãy. Diệp Huyên liếc nhìn những cường giả Bất Tử Đế tộc đã chết trận, hắn thi lễ một cách cung kính, sau đó thu hết xác chết lại rồi đi đến trước vách ngăn vũ trụ cửu duy. Đông Lý Tịnh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi, nàng ta định đi vào vũ trụ cửu duy, mà đúng lúc này, một thanh phi đao đột nhiên xé không lao đến từ phía xa. Đông Lý Tịnh khẽ nhíu mày lại, sau đó xoay người tung quyền ra. Ầm. Thanh phi đao lập tức bị ép dừng lại. Đúng lúc này, lại có một thanh phi đao khác chém đến. Người phụ nữ thần bí ở bên thấy thế thì liền bước ra trước một bước, tung trưởng ra, trên bàn tay là một ngọn lửa đỏ rực như máu. Ầm. Thanh phi đao liền bị một trưởng đó ép dừng lại. Lúc này, người phụ nữ thần bí và Đông Lý Tịnh bỗng cùng nhau ra tay. Rầm rầm. Hai thanh phi đao liền bị đánh bay. Mọi người thấy nhìn theo hướng đao phi tới, người ra tay chính là Mục Tiểu Đao. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ta đã trở lại. Đông Lý Tịnh nhìn Mục Tiểu Đao, chậm rãi siết tay lại. Mục Tiểu Đao xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong tay, ả ta cười nói, bây giờ ta tuyên bố, sẽ tiêu diệt Bất Tử Đế tộc.
Đông Lý Tịnh khẽ nhếch miệng cười khẩy, với một mình ngươi. Mục Tiểu Đao đột nhiên chỉ lên trời. Mọi người nhìn theo hướng ả ta chỉ. Ầm. Vùng không gian trên đầu Mục Tiểu Đao đột nhiên nứt ra, khắc sau, một người đàn ông trung niên bước ra. Người đàn ông trung niên mặc một bộ trường sam màu đen, tóc được cột cao, giữa hàng mày toát lên vẻ nho nhã, khiến người ta có cảm giác rất điềm đạm bình tĩnh. Mục Tu. Lão đại của tất cả chấp pháp vũ trụ, trông coi tất cả người chấp pháp. Sau lưng Mục Tu bỗng có 10 người áo đen im hơi lặng tiếng xuất hiện, 10 người này đều cầm chùy trong tay, tựa như u linh. Mà sau lưng 10 người áo đen còn có 4 người đàn ông trung niên, 2 người trong số đó là Diêm Ma và Mạc Sơn. 2 người này đều là thống lĩnh của người duy trì trật tự vũ trụ, mà 2 kẻ còn lại cũng cùng cấp. Sau lưng 4 người này còn có 120 người. Toàn bộ đều là người chấp pháp vũ trụ. Ngoại trừ những kẻ đã chết, gần như toàn bộ người chấp pháp vũ trụ của thần đình đều đã chạy hết đến đây. Mà đúng lúc này, ở không gian cách bên phải Mục Tu mấy trăm trượng đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, có một ông lão xuất hiện. Ông lão mặc một bộ trường bào trắng toát rộng rãi, trong tay cầm một quyển sách cổ màu đen, trên sách cổ có 2 chữ lớn, thần thuật. Ngôn giả. Trong thần đình vũ trụ, có một nhóm người chuyên nghiên cứu pháp thuật cùng bí thuật. Những người này chính là ngôn giả. Mà những người này đều nắm trong tay những bí thuật và pháp thuật xưa cổ nhất trong vũ trụ. Ngôn giả cũng chia thành các đẳng cấp khác nhau, người trước mắt này tuy không phải cấp cao nhất, nhưng cũng là một vị thánh ngôn sư, phải biết rằng trên thánh ngôn chính là thần ngôn, mà toàn bộ thần đình vũ trụ cũng chỉ có được 2 vị thần ngôn sư mà thôi. Sau lưng lão ta còn có 2 người, một nam một nữ, nhìn vẻ ngoài của cả 2 thì khoảng chừng 30 tuổi. Trong tay đều cầm một thanh kiếm sắc lẻm. Nhưng vẫn chưa hết, ở bên phải cách Mục Tiểu Đao mấy trăm trượng lại có không gian bị nứt ra, một người đàn ông mặc áo trắng như tuyết bước ra, người này cầm một thanh thương bằng gỗ rất bình thường ở trong tay. Diệp Huyên ở phía dưới liền sầm mặt đi. Những người vừa đến này không có một ai yếu cả. Thần đình vũ trụ, thế lực thần bí và xưa cổ nhất vũ trụ đã dần dần lộ diện rồi. Phía xa xa, lão đại của người chấp pháp vũ trụ là Mục Tu đột nhiên nhìn Mục Tiểu Đao, Mục cô nương, đánh thế nào đây? Mục Tiểu Đao chỉ vào Diệp Huyên ở phía dưới, ta sẽ đánh tên này, còn lại giao cho các ngươi. Diệp Huyên. Mục Tu liếc nhìn đám người Diệp Huyên, sắc mặt cũng tối đi, thật là, ả ta là người mạnh nhất bên bọn họ, vậy mà lại chọn đánh với tên yếu nhất bên kia. Chuyện này cũng chỉ có mỗi mình người phụ nữ này làm được thôi. Người đàn ông mặc áo trắng đến từ thần đình vũ trụ bỗng nói, Mục cô nương, thực lực của cô mạnh mẽ, tộc trưởng bất tử tộc nhường cô nương đánh, có được không? Mục Tiểu Đao lắc đầu, không đánh người này. Không phải ả ta sợ Đông Lý Tịnh, nhưng thật sự là người này đánh mãi không chết. Huyết mạch bất tử biến thái y như tên, chỉ cần không phải là một kích chết tươi, thì họ luôn có thể tự mình hồi phục lại bất chấp vết thương có như thế nào. Hai người bọn họ mà đánh nhau, chắc sẽ đánh mất 10 năm. Nghe Mục Tiểu Đao nói thế, người đàn ông áo trắng không nói gì thêm, trong 6 người bảo vệ pháp tắc vũ trụ, Mục Tiểu Đao là người không biết xấu hổ nhất, cũng là người không nói lý nhất, hơn nữa, chuyện gì ả ta cũng dám làm. Ví dụ như bán đứng đồng đội. Chỉ cần phát hiện mình đánh không lại người ta, là ả sẽ lủi đi ngay. Người phụ nữ này đúng là hàng cực phẩm trong thần đình vũ trụ. Thế nhưng thực lực của ả thật sự rất mạnh. Bởi vậy tuy nhiều người rất khó chịu ả ta nhưng lại chẳng ai dám đắc tội. Thực lực chỉ là thứ yếu thôi, chủ yếu là người phụ nữ này còn biết chơi khăm. Mục Tiểu Đao liếc nhìn đám người đàn ông áo trắng, các ngươi có đánh hay không? Không đánh thì ta đi. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người liền trở nên hơi khó coi. Lúc này, Thánh Ngôn Sư đột nhiên lên tiếng, tộc trưởng bất tử tộc kia giao cho ta đi. Người đàn ông mặc áo trắng nhìn đồ ở phía dưới, người này giao cho ta. Đồ ở phía dưới liền vọt thẳng lên trời, chém một kiếm về phía người đàn ông. Một chiêu kiếm chấn động cả đất trời. Giữa không trung, người đàn ông áo trắng híp hai mắt lại, mạnh thật. Vừa dứt lời, hắn ta bỗng biến mất. Ầm. Một vùng không gian liền nổ tung ra. Trong hố không gian đen kịt, đồ áp lên người đàn ông kia mà đánh. Có điều người nọ cũng mạnh,
tuy bị áp chế, nhưng lại không có dấu hiệu thua thế. Mục Tu nhìn Mộ Niệm Niệm ở phía dưới, người phụ nữ này để ta. Vừa dứt lời, lão ta đột nhiên bước ra trước một bước, mà Mộ Niệm Niệm ở phía dưới cũng rút kiếm ra bay lên. Vèo. Một tiếng kiếm reo ngân vang khắp tinh không. Chẳng mấy chốc, Mộ Niệm Niệm đã lao vào đánh nhau với Mục Tu. Mộ Niệm Niệm chiếm thế thượng phong, liên tục đánh lùi Mục Tu. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên quay sang nhìn cô gái cầm kiếm đứng sau Thánh Ngôn Sư, người đi đánh ả cầm đao của Bất Tử Đế tộc đi. Chính là Bắt Đầu. Bắt Đầu ngẩng đầu nhìn cô gái cầm kiếm kia, cả hai chạm mắt nhau, một khắc sau, hai cô gái đồng loạt biến mất tại chỗ. Trong tinh không, kiếm quang và đao quang bỗng lóe lên. Mục Tiểu Đao nhìn về những người chấp pháp, các ngươi theo ta đánh tên tội nhân ách thể kia đi. Diệp Huyên đen mặt lại. Mẹ kiếp! Người phụ nữ này ỷ lớn hiếp nhỏ chưa đủ à, còn định đánh hội đồng nữa. 120 người chấp pháp, còn có 4 thống lĩnh, ngoài ra lại thêm 10 tên áo đen vô cùng trâu bò. Bắt nạt người ta quá thế. Đúng lúc này, Đông Lý Tịnh ở bên cạnh bỗng cười lạnh, ỷ nhiều hiếp ít. Cũng không nhìn xem thử đây là địa bàn của ai. Vừa nói xong, vô số cường giả đã xuất hiện ở xung quanh. Có tới mấy vạn. Toàn bộ đều là cường giả đứng đầu vũ trụ bát duy. Tuy thực lực tổng hợp của bọn họ có hơi yếu hơn những người chấp pháp vũ trụ này, nhưng bọn họ lại có nhiều người hơn. Ngoài ra, khắp vũ trụ bát duy bỗng có vô số đại trận dồn dập xuất hiện, mà mục tiêu của những đại trận này đều là đám chấp pháp vũ trụ kia. Chưa hết, bên trong thông đạo không gian đi về vũ trụ cửu duy cũng lần lượt xuất hiện những khí thế mạnh mẽ, một khắc sau. Một nhóm người thân mặc chiến giáp, tay cầm trường thương vọt ra ngoài. Đạo binh. Đạo binh được Bất Tử Đế tộc bồi dưỡng phải có đến 3 vạn cường giả. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Đông Lý Đình. Thống lĩnh đạo binh. Đông Lý Tịnh bỗng chỉ vào Diệp Huyên ở phía xa xa, bảo vệ thiếu chủ. Đông Lý Đình nhìn về phía Diệp Huyên, một khắc sau, ông ta quỳ một chân xuống, chúng ta thề liều mạng để bảo vệ thiếu chủ. Mấy vạn người phía sau ông ta cũng đồng loạt quỳ xuống, thề liều mạng bảo vệ thiếu chủ. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, phía sau hắn bỗng có 19 bóng đen im hơi lặng tiếng xuất hiện. 19 người này luôn theo sát hắn như hình với bóng. Hơi thở của 19 người này còn mạnh hơn so với đám chấp pháp vũ trụ kia. Diệp Huyên thấy hơi sợ, bởi vì hắn cũng không hề phát hiện 19 này đứng ở sau hắn từ lúc nào. Nhưng vẫn chưa hết. Trong thông đạo không gian, từng tiếng rồng gầm bỗng vang lên, một khắc sau, một luồng khí thế mạnh mẽ liền ập đến từ trong thông đạo kia. Khí thế như vũ bão, như muốn nghiền ép hết tất thảy. Chẳng mấy chốc, một nhóm kỵ binh thân mặc khôi giáp, tay cầm trường thương, dưới cưỡi cự long vọt ra từ trong thông đạo. Huyết kỵ bất tử. Bất tử đế tộc là thế lực siêu cấp thống trị thất duy, bát duy, cửu duy và cả thập giới. Làm sao không đào tạo một binh đoàn riêng cho được? Huyết kỵ bất tử này chính là một nhánh kỵ binh tinh nhuệ nhất của Bất Tử Đế tộc. Không nhiều người, chỉ vỏn vẹn 1.000. Thế nhưng khi 1.000 kỵ binh này ra trận, khí thế của họ có thể chấn động nát cả thiên địa. Theo sự xuất hiện của 1.000 huyết kỵ bất tử kia, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một sự áp bách. Cho dù là Diệp Huyên cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ ập đến. Hắn không thể không triển khai kiếm ý để chống lại. Lúc này, thống lĩnh của huyết kỵ bất tử bỗng nhìn sang Diệp Huyên, một khắc sau, hắn ta thu trường thương, hơi cúi đầu, bái kiến thiếu chủ. 1.000 huyết kỵ bất tử đứng sau hắn ta cũng đồng loạt cúi đầu, bái kiến thiếu chủ. Mà 1.000 con cự long dưới thân họ cũng có tư thế thần phục. Diệp Huyên có chút mơ màng. Đúng lúc này, thông đạo không gian đến vũ trụ cửu duy đột nhiên rung lên. Vẫn còn cường giả đến nữa. Nhìn cường giả vũ trụ cửu duy đang quỳ một chân trước mặt mình, Diệp Huyên khẽ thở dài. Lúc này, tiểu tháp hỏi, tiểu chủ, người thở dài cái gì vậy? Diệp Huyên nhìn về phía chân trời, khẽ nói, trước đây ta bảo ta là thái tử cửu duy thì không ai tin, còn bảo ta khoác lác. Tiểu tháp. Trong thông đạo không gian lại có mấy nghìn người lao ra, ai nấy đều mặc chiến giáp màu bạc. Đầu đội nón trụ, lưng đeo trường cung.
3.600 người. Vũ thần vệ. Những người này đều là tay cung cừ khôi được bất tử đế tộc đào tạo cẩn thận, cũng là một nhánh quân nổi danh như huyết kỵ bất tử. Bình thường, quân đội không thể sánh được với những cường giả đứng đầu. Nhưng ở vũ trụ cửu duy lại không như thế. Bởi vì những quân đội này đều là tổ hợp của các cường giả siêu cấp tạo thành. Tại sao bất tử đế tộc lại lớn mạnh đến thế? Ngoại trừ huyết mạch của họ ra thì còn có một nguyên nhân quan trọng nhất. Đó chính là bất tử đế tộc trông coi ba chiều không gian vũ trụ siêu cấp, lại thêm một thập giới. Nói đơn giản là bất tử đế tộc nắm giữ một nguồn tài nguyên và nhân tài khổng lồ, những thế giới này hàng năm đều sẽ cung cấp người tài không ngớt cho bất tử đế tộc. Chỉ cần là thiên tài và yêu nghiệt thì đều sẽ bị bất tử đế tộc thu nhận về. Mà những quân đội được bất tử đế tộc thành lập này đều được tạo thành từ những thiên tài siêu cấp yêu nghiệt, thêm vào tài nguyên bạt ngàn của bất tử đế tộc phụ trợ, vì thế nên họ đã mạnh lại càng thêm mạnh. Như vũ thần vệ này, nếu bàn về thực lực cá nhân, bọn họ không thua kém đám người chấp pháp vũ trụ kia bao nhiêu, nếu phải đối mặt đánh tay đôi, họ sẽ không rơi xuống thế hạ phong. Sau khi nhánh vũ thần vệ xuất hiện, bọn họ liền nắm tay để lên trước ngực, sau đó quay sang hơi thi lễ với Diệp Huyên. Thiếu chủ. Đã vô số năm rồi bất tử đế tộc không có thiếu chủ. Mà thiếu chủ lần này không hề giống với khi trước, bởi vì thiếu chủ hiện giờ nắm trong tay hai huyết mạch siêu cấp. Đó là tương lai, là hy vọng của bất tử đế tộc. Trước khi đến đây, trưởng lão trong tộc đã hạ nghiêm lệnh, nhất định phải không tiếc giá nào bảo vệ được thiếu chủ. Có thể nói, thân phận của Diệp Huyên đã được tộc trưởng cùng các trưởng lão trong bất tử tộc công nhận, hắn không chỉ hợp pháp, mà còn vô cùng đặc biệt. Thấy mọi người hành lễ với mình, trong lòng Diệp Huyên khá là phức tạp. Hắn vẫn thấy ngỡ ngàng với thân phận thiếu chủ bất tử đế tộc này của mình. Theo sự xuất hiện không ngừng của các cường giả bất tử đế tộc, thế cuộc nơi đây liền nghịch chuyển lập tức. Mục Tiểu Đao cách đó không xa đã xa sầm mặt mày. Lần này chịu nhục rồi. Nhân số không địch lại. À ta đã chuẩn bị đánh bài chuồn. Đánh thắng thì mới đánh, còn đánh không lại, à ta chắc chắn sẽ không cố đấm ăn xôi. Nếu muốn sống lâu, phải học được cách cầm được buông được. Như biết được suy nghĩ của Mục Tiểu Đao, Thánh Ngôn Sư đột nhiên truyền âm bằng huyền khí, người bảo vệ, nếu bây giờ cô chuồn đi thì tất cả bọn ta sẽ bỏ mạng ở đây mất. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, ai bảo các ngươi không gọi nhiều nhiều người đến làm chi? Nhất là Môn Ngôn Điện kia, mẹ nó phái được ba mống đến, nghĩ cái gì vậy? Dám xem thường bất tử đế tộc hả? Thánh Ngôn Sư trầm giọng nói, không phải là xem thường. Chỉ là chúng ta không ngờ rằng bất tử đế tộc lại muốn liều mạng để bảo vệ người này. Người bảo vệ, xin cô đừng đánh bài chuồn đấy, điện chúng ta sắp có cường giả siêu cấp đến rồi, nếu bây giờ cô bỏ chạy thì người nơi đây lành ít dữ nhiều mất. Lúc này ông ta thật sự lo lắng. Nếu là những người chấp pháp khác thì đã không lo như vậy rồi, nhưng lần này lại là Mục Tiểu Đao, người phụ nữ này chưa bao giờ làm việc theo lẽ thường, bán đồng đội như chơi thôi. Mà trong khắp thần đình vũ trụ ngoại trừ các pháp tắc vũ trụ ra thì căn bản không ai có thể khống chế được ả ta cả. Mục Tiểu Đao lạnh nhạt nói, Môn Ngân Điện phái ai đến? Thánh Ngôn Sự khê đáp, thần sư Bạch Bào đến. Thần sư Bạch Bào. Vẻ mặt Mục Tiểu Đao hơi thay đổi, nhưng ả ta vẫn giữ im lặng. Thánh Ngôn Sư nói, ngoài ra, thần vệ của ám điện cũng sẽ đến, người dẫn đội là ám chủ. Còn nữa... Có một vài người bảo vệ khác cũng đã đến rồi. Người bảo vệ. Mục Tiểu Đao liền vội hỏi, có biết ai đến không? Thánh Ngôn Sư lắc đầu, không. Mục Tiểu Đao khẽ nói, là ai được chứ? Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông bỗng xuất hiện bên cạnh Đông Lý Tịnh, người này chính là Nam Tinh trưởng quản tình báo khắp chư thiên vạn giới. Nam Tinh trầm giọng nói, tộc trưởng. Có một nhóm cường giả siêu cấp đang xé rách tinh vực để chạy về phía chúng ta. Chúng rất mạnh, người bên ta không thể ngăn lại được. Nhiều nhất là một khắc nữa bọn họ sẽ xuất hiện ở đây. Đông Lý Tịnh nhìn về phía Mục Tiểu Đao, trong con ngươi sâu thẳm của nàng ấy ánh lên một tia nghiêm nghị. Thần đình vũ trụ mạnh đến mức nào? Bà cũng không biết. Bởi vì thần đình vũ trụ rất ít khi xuất hiện trong mắt người đời, cho dù là bất tử đế tộc đi chăng nữa. Thế lực này cũng rất thần bí với họ.
Bây giờ mà vẫn còn cường giả của thần đình vũ trụ chạy cũng đã đủ chứng minh, thần đình vũ trụ không sợ bất tử đế tộc. Đối phương đã lựa chọn cứng trọi cứng với bất tử đế tộc. Nghĩ đến đây, Đông Lý Tịnh bỗng quay phát sang Diệp Huyên cách đó không xa. Song huyết mạch. Phàm kiếm. Thấy Đông Lý Tịnh nhìn mình, Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Đông Lý Tịnh bỗng truyền âm huyền khí đến, tiểu tử, lát nữa phải phối hợp với ta. Diệp Huyên hơi nghi hoặc, phối hợp như nào? Có một nhóm cường giả siêu cấp của thần đình vũ trụ đang chạy đến đây, ta không biết chúng mạnh bao nhiêu, nếu quá mạnh thì ta cần điều động một nhánh quân đội bí mật của bất tử đế tộc đến. Nhưng nhánh quân này quanh năm chỉ đóng giữ ở bất tử giới, bọn họ sẽ chỉ ra tay khi gia tộc gặp tình huống nguy cấp nhất. Nếu muốn họ rời khỏi bất tử giới thì phải cho họ một lý do không thể cự tuyệt được. Ta cần ngươi triển lộ hết thảy thiên phú, càng ưu tú thì càng dễ lay động được bọn họ. Diệp Huyên trầm giọng nói, tộc trưởng cũng không thể điều động họ ư. Đông Lý Tịnh gật đầu, ta có thể, nhưng phải có một lý do hợp tình hợp lẽ. Hơn nữa, ta cũng cần người cổ vũ sĩ khí. Diệp Huyên trầm mặc. Đông Lý Tịnh lại nói, tiểu tử, chúng ta là một đại gia tộc, mà gia tộc kiểu này thì cần nhất là thực lực. Có tiềm lực, có giá trị, gia tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ, nhưng nếu là một tên vô dụng, hoặc không có giá trị đủ nhiều, gia tộc sẽ cân nhắc việc dốc sức bảo vệ có đáng hay không. Ta có thể trấn áp được những ý kiến bất đồng trong gia tộc, nhưng ta hy vọng có thể đổi sang cách khác, chính là để cho mọi người trong gia tộc thấy ngươi đáng để họ liều mạng. Liều mạng. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này đây, hắn nhớ đến thanh niên của bất tử đế quân kia. Những người này đến đây để liều mạng vì hắn, nhưng họ lại chẳng biết hắn là ai. Nếu đổi lại là hắn, hắn có chịu đi liều mạng cho một kẻ xa lạ không? Giá trị. Đông Lý Tịnh nói rất thẳng thắn. Có giá trị, có thể mang đến lợi ích và hy vọng cho gia tộc, mọi người sẽ dốc hết sức. Nhưng nếu không có giá trị, không thể đem đến lợi ích và hy vọng cho gia tộc, vậy thì có là nhi tử của tộc trưởng cũng vô ích thôi. Tất nhiên, hắn cũng hiểu trong lời của Đông Lý Tịnh còn có một ẩn ý khác. Đó chính là Diệp Huyên hắn phải quyết tỏ rõ lập trường. Hiện tại bất tử đế tộc đã nhận định hắn là thiếu chủ, nhưng Diệp Huyên hắn thì sao? Chính hắn có nguyện một lòng với bất tử đế tộc hay không? Thái độ của Diệp Huyên hắn là điều quan trọng nhất. Nếu bất tử đế tộc liều mạng toàn tộc chỉ để đổi lấy một thiếu chủ không trung thành. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, hắn xòe lòng bàn tay ra, một sợi dây chuyền xuất hiện trong tay hắn. Đây là thứ thanh niên của bất tử đế quân đưa cho hắn trước khi chết. Diệp Huyên nhìn sợi dây chuyền, im lặng một lát rồi hắn quay lại nhìn khắp chung quanh, lúc này đây, vô số cường giả bất tử đế tộc đang ở thế sẵn sàng nghênh địch. Những người này đến là để bảo vệ Diệp Huyên hắn. Đông Lý Tịnh ở bên cạnh dõi mắt theo Diệp Huyên, thật ra bà chỉ muốn Diệp Huyên cho ra một lập trường. Lần này bất tử đế tộc có cần phải liều mạng với thần đình vũ trụ hay không, hoàn toàn dựa vào lập trường của Diệp Huyên. Không chỉ có bà, mà những trưởng bối của bất tử đế tộc cũng đang chờ một thái độ từ Diệp Huyên. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bước ra, hắn nắm trường kiếm chĩa thẳng vào Mục Tiểu Đao, người bảo vệ vũ trụ, Diệp Huyên ta thiếu chủ của bất tử đế tộc đại diện cho toàn tộc, khiêu chiến với ngươi. Vừa dứt lời, một luồng khí thức mạnh mẽ bỗng bộc phát từ thân thể Diệp Huyên, sau đó phóng thẳng lên trời. Khí tức của huyết mạch bất tử. Lúc này đây, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Diệp Huyên. Huyết mạch bất tử. Huyết mạch bất tử thuần khiết. Tất nhiên đây không phải điều quan trọng, mà quan trọng là Diệp Huyên đang khiêu chiến với người bảo vệ vũ trụ. Khắp nơi không ai là kẻ yếu, nhưng rõ ràng rằng, bên phía thần đình vũ trụ, người mạnh nhất chính là người bảo vệ vũ trụ Mục Tiểu Đao. Mà thiếu chủ của họ lại dám khiêu chiến với Mục Tiểu Đao có thực lực mạnh mẽ nhất. Trong nháy mắt, vô số tộc nhân của bất tử đế tộc sôi sục nhiệt huyết. Sĩ khí tăng mạnh. Khi nghe đến Diệp Huyên nói câu kia, Đông Lý Tịnh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi việc bà làm, đều đáng giá. Người phụ nữ thần bí ở bên cạnh cũng nở nụ cười, tất nhiên bà cũng hy vọng Diệp Huyên sẽ đồng lòng với bất tử đế tộc, bởi vì đây chính nhà của bà. Nơi chân trời, Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên, đấu tay đôi. Diệp Huyên bật cười, đúng.
Mục Tiểu Đao im lặng. Lúc này đây, cường giả thần đình vũ trụ đều đang nhìn ả ta. Nếu bây giờ Mục Tiểu Đao chùn bước, toàn bộ thần đình vũ trụ sẽ mất sạch mặt mũi. Thế là Mục Tiểu Đao bỗng cười bảo, muốn đấu tay đôi à, được thôi. Vừa nói xong, ả ta đột nhiên bước lên trước, một khắc sau, linh hồn ả bỗng xuất khỏi xác, còn trên đỉnh đầu ả đột nhiên xuất hiện một thanh phi đao. Linh hồn ả nắm lấy thanh phi đao kia rồi chém ra, chém thần. Một đao tung ra, đất trời nơi đây liền trở nên hư ảo. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng đao thế mạnh mẽ. Thấy cảnh này, tất cả cường giả của bất tử đế tộc đều lập tức biến sắc. Một đao này quá mức mạnh mẽ. Cho dù là Đông Lý Tịnh thì cũng phải nghiêm mặt lại. Bà có thể đỡ được một đao kia, nhưng Diệp Huyên thì sao? Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Huyên bỗng tiến thêm một bước nữa. Trong cơ thể hắn, một luồng khí tức đỏ tươi chợt phóng thẳng lên trời, phút chốc sau, toàn bộ chân trời đã biến thành một màu đỏ máu. Huyết mạch phong ma. Diệp Huyên lập tức rơi vào trạng thái phong ma, hơn nữa là phong ma hoàn toàn, không hề giữ lại một tia lý trí nào. Hai loại huyết mạch, tất cả cường giả bất tử đế tộc ở đây đều khiếp sợ. Nhưng vẫn chưa hết, Diệp Huyên lại tiến thêm một bước. Kiếm vực. Không chỉ kiếm vực, còn có sát vực, tử vực, huyết vực. Bốn loại vực. Tất cả mọi người đã chuyển từ khiếp sợ thành chấn động. Nhưng vẫn chưa hết, Diệp Huyên vẫn tiếp tục bước lên, hắn tung một chiêu kiếm ra. Chiêu kiếm này ung dung tự tại, không hề có một chút kiếm khí nào. Nhưng sắc mặt của nhóm người Đông Lý Tịnh phải thay đổi. Phàm cảnh. Không chỉ phàm cảnh, mà còn là phàm kiếm. Chiêu kiếm này đâm thẳng vào thanh phi đao. Vùng tinh không xung quanh lần lượt bị đánh bể, tất cả cường giả phải dồn dập thối lùi về sau. Diệp Huyên không hề lùi dù chỉ một bước, bởi vì hắn biết, chỉ cần thối lui một tấc thôi là sẽ rơi vào thế yếu. Diệp Huyên cường ngạnh dùng bốn loại vực để trấn áp sức mạnh bên trong phi đao của Mục Tiểu Đao, nhưng việc này phải trả một cái giá rất lớn. Sắc mặt cũng như toàn thân hắn nháy mắt đã trở nên trắng bệch như giấy, ngũ tạng trong cơ thể hắn đã ê ẩm tê liệt, may mà có huyết mạch bất tử cùng tử khí hồng mông, nếu không có lẽ hắn đã nổ chết ngay tại chỗ rồi. Cứ như vậy, Diệp Huyên dùng bốn loại vực để chống đỡ lại một đao kia của Mục Tiểu Đao, máu tươi đã tràn đến bên miệng, nhưng lại bị hắn hết lần này đến lần khác nuốt ngược xuống. Nơi chân trời, Diệp Huyên đưa lưng về phía cường giả bất tử đế tộc, dáng người luôn thẳng tắp, lúc này đây, ai nấy cũng có cảm giác như Diệp Huyên là một chiến thần. Hơn nữa, tất cả mọi người cũng đều thấy khiếp sợ. Diệp Huyên dễ dàng tiếp một đao kia như vậy sao? Thật ra bây giờ hắn còn không có nổi sức để nhúc nhích nữa là. Nhưng hắn lại gắng gượng giả vờ mình không hề hấn gì. Lúc này, Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tiểu Đao, hắn cong môi cười châm chọc, người bảo vệ vũ trụ chỉ đến thế thôi ư. Nếu chỉ hạng này, Diệp Huyên ta chấp chín đứa. Mọi người, đánh thắng hay đánh thua không quan trọng. Quan trọng là đứa nào biết diễn. Dù sao diễn kịch cũng đâu phạm pháp. Đúng lúc này, xung quanh chẳng biết ai đột nhiên hô lên một câu, thiếu chủ vô địch. Yên lặng trong chiếc lát, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch, thiếu chủ vô địch, từng tiếng hô liên miên vang vọng không dứt, vang vẳng nơi trời sao xa xôi. Phía chân trời, Mục Tiểu Đao nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, ả ta rất khó hiểu, sao tên này cứ ra vẻ hắn thắng chắc rồi thế nhỉ? Không phải chỉ mới giao thủ một chiêu thôi à? Thật ra khi nãy Diệp Huyên có thể đỡ được một đao của ả, ả cũng thấy hơi khiếp sợ, bởi vì Diệp Huyên còn không hề lùi một bước. Phải biết một đao vừa nãy ả tung ra không hề nương tay một chút nào. Theo lẽ thường thì Diệp Huyên không thể đỡ được, nhưng hắn lại đỡ được rồi. Không chỉ đỡ được, mà còn ra vẻ dễ như trở bàn tay vậy. Mà điều khiến ả khó nhịn nhất là tên này dám oang oang cái mồm bảo chấp chín người bảo vệ pháp tắc vũ trụ. Lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên nhìn cánh tay của Diệp Huyên, ả bỗng phát hiện hình như tay hắn đang run, thấy thế, trong đầu ả bỗng lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ tên này đang diễn? Nghĩ đến đây, ả lại xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong tay ả. Chuẩn bị tung thêm một đao. Một đao này,
chắc chắn có thể khiến Diệp Huyên lộ bộ mặt thật. Mà lúc này, Diệp Huyên ở phía dưới đột nhiên hô kiếm chỉ xéo xuống dưới đất, tay trái chấp sau lưng, gió nhẹ thổi tới, ống tay áo theo gió tung bay. Phong thái hiên ngang của một kiếm tu. Bấy giờ, Diệp Huyên được kiếm linh giúp đỡ nên đã khôi phục được một chút thần trí. Chỉ cần hắn không chịu kích thích quá lớn, thì khi có kiếm linh ở đây, hắn vẫn có thể tỉnh lại được. Mục tiểu đao đang định ra tay thì Diệp Huyên đột nhiên quát lên, mục tiểu đao. Tiếng như sấm rền, rúng động cả không gian. Mục tiểu đao đang định ra tay thì quay sang nhìn Diệp Huyên với vẻ khó hiểu, sao? Diệp Huyên cười to, một người bảo vệ pháp tắc nho nhỏ như ngươi không xứng để Diệp Huyên ta xuất kiếm. Ngươi không có tư cách đó. Nói rồi, hắn liền xoay người ung dung rời đi. Nghe thế, mọi người ở đây đều ngớ ra. Thế là mục tiểu đao thua rồi à? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này, trong đám người lại không biết ai hô lên một câu, thiếu chủ vô địch. Thiếu chủ vô địch. Chung quanh, vô số cường giả bất tử đế tộc đua nhau hô vang. Tiếng hô đợt sau còn vang dội hơn đợt trước. Đám cường giả thần đình vũ trụ thì ngu người luôn. Người bảo vệ pháp tắc vũ trụ của chúng ta thua rồi à? Bọn họ lũ lượt nhìn về phía mục tiểu đao. Mục tiểu đao cũng đờ người, à thua rồi à? Đâu có đâu. Nhưng sao tên kia nói như thể à đã thua rồi vậy? Chơi được như thế luôn à? Mục tiểu đao lắc lắc đầu, à nhìn Diệp Huyên đứng lẫn trong đám người, nào nào. Người bước ra đây. Chúng ta đánh tiếp. Lúc này ả đã cáu lắm rồi. Mẹ nó. Coi như lần này gặp phải kình địch trong bộ môn không biết xấu hổ rồi. Ở phía dưới, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này đây, huyết mạch bất tử và tử khí trong cơ thể hắn đang điên cuồng chữa trị nội thương. Chữa thương. Phải mau mau chữa thương. Một đao vừa rồi suýt nữa đã lấy mạng của hắn rồi. Thấy Diệp Huyên không trả lời, mục tiểu đao liền cả giận quát lên, đánh tiếp đi chứ. Nói rồi, ả xòe tay ra, thanh phi đao trong tay đột nhiên lao thẳng xuống Diệp Huyên ở phía dưới. Thấy đao kia lao tới, khóe miệng Diệp Huyên co giật liên tục, sao đỡ được đao này đây? Đúng lúc này, người phụ nữ thần bí bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, bà đấm ra một quyền, trên nắm đấm có một ngọn lửa bập bùng. Người phụ nữ thần bí chặn ngang lại được thanh phi đao kia. Mục tiểu đao ở phía chân trời nhìn người phụ nữ thần bí, không phải đã nói là đánh tay đôi à? Người phụ nữ thần bí đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh mở mắt ra, hắn nhìn mục tiểu đao, vừa nãy ta đã tiếp của ngươi một đao rồi, bây giờ phải đến lượt ngươi tiếp một kiếm của ta chứ? Dám không? Mục tiểu đao khẽ nhíu mày, ta thật sự không hiểu, ta với ngươi đánh tay đôi. Ai có thực lực hơn thì xuất thủ trước thôi. Sao lại thành đấu có luật rồi? Tự dưng ta một đao ngươi một kiếm. Thế có muốn đánh xong một hiệp rồi giải lao một canh giờ không? Diệp Huyên cười nói, ban nãy ta nhận một đao của ngươi mà không xê dịch gì. Bây giờ ngươi chỉ tiếp một kiếm của ta thì ta thấy rất không công bằng. Mục tiểu đao nhìn Diệp Huyên, ngươi đang đánh cháo khái niệm đó à? Diệp Huyên nhìn thẳng vào mục tiểu đao, chẳng lẽ ngươi không dám tiếp một kiếm của ta? Mục tiểu đao nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên lắc đầu thở dài, đường đường là người bảo vệ vũ trụ, thậm chí một kiếm của ta cũng không dám đỡ. Nói rồi, hắn nhìn kiếm linh ở trong tay, vô địch đúng là cô quạnh. Mọi người! Người phụ nữ thần bí lắc đầu cười, mặt bà cũng hơi đỏ lên. Đông Lý Tịnh ở bên cạnh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt kỳ quặc. Bà cũng thấy sợ khi Diệp Huyên có thể đứng yên nhận lấy một đao kia của mục tiểu đao, nhưng nếu nói là vô địch thì chẳng phải hơi lố rồi à. Mục tiểu đao ở phía xa gắt gao nhìn Diệp Huyên, vô địch. Ngươi nói ngươi vô địch. Diệp Huyên liếc nhìn mục tiểu đao, nếu không phục thì ngươi có dám tiếp một kiếm của ta không? Tiếp cái đầu cha mi, bà đây không chịu nổi nữa. Nào! Bà đỡ một kiếm của mi cho, mi. À ta còn chưa nói xong, Diệp Huyên ở phía dưới đột nhiên rút kiếm ra, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt mục tiểu đao. Tuy Diệp Huyên đánh bất ngờ, nhưng mục tiểu đao là nhân vật như nào chứ? Trong nháy mắt khi Diệp Huyên xuất thủ đó, ả đã kịp phản ứng lại,
lúc kiếm của Diệp Huyên chém về phía ả đã nâng đao ngang lên chặn lại. Không phải chỉ tiếp một chiêu thôi sao? Kiếm của Diệp Huyên còn không làm ả bị thương được nữa là, nhất là bây giờ Diệp Huyên vẫn chưa tiến vào trạng thái phong ma. Mà dù hắn có tiến vào trạng thái đó đi nữa thì ả cũng không thua được. Ả rất có lòng tin chặn được một chiêu kiếm này của Diệp Huyên. Mà ngay lúc kiếm của Diệp Huyên chém lên trên thân phi đao của ả, sắc mặt ả lập tức thay đổi rõ rệt, nháy mắt đã ngập tràn sự khó tin. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, thanh phi đao của Mục Tiểu Đao bị chém nát, còn Mục Tiểu Đao thì bị đẩy lùi về sau mấy vạn trượng. Chung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Ai nấy đều bối rối. Gồm cả Đông Lý Tịnh và người phụ nữ thần bí ở phía dưới. Sao Diệp Huyên lại đột nhiên trở nên khủng bố vậy? Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khó tin. Mà Mục Tiểu Đao ở phía xa xa sau khi dừng lại cũng chừng mắt nhìn về phía Diệp Huyên, trong đầu rỗng tuếch. Xảy ra chuyện gì? Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu ả. Chẳng mấy chốc, ả như phát hiện ra điều gì đó, liền cả giận chỉ thẳng vào Diệp Huyên, người gian lận. Ả phát hiện khi kiếm của Diệp Huyên chém lên thân phi đao của ả, đã có một luồng sức mạnh thần bí chợt xuất hiện, chính sức mạnh ấy đã đánh lùi ả ta. Mà luồng sức mạnh này không phải đến từ Diệp Huyên. Gian lận. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về phía Diệp Huyên, chiêu kiếm ban nãy của Diệp Huyên quả thật quá mức khoa trương. Diệp Huyên ở nơi xa chậm rãi thu kiếm về, hắn liếc nhìn Mục Tiểu Đao, trong mắt ngập tràn vẻ khinh bỉ, ngươi chẳng biết gì về sức mạnh cả. Hôm nay không giết ngươi đâu, trở về tu luyện thêm vài triệu năm nữa rồi hắn trở lại. Nói rồi, hắn xoay người rời đi. Thật ra là bỏ chạy. Chiêu kiếm vừa rồi tất nhiên không phải chỉ có sức mạnh của hắn. Hắn đã dùng ý chí kiếm đạo của kiếm tu áo xanh. Bên trong chiêu kiếm vừa nãy có lẫn vào ý chí kiếm đạo của y nên mới mạnh được như vậy. Mà sau khi chém chiêu đó ra, dù ý chí kiếm đạo của người đàn ông áo xanh chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cũng đã rơi vào trạng thái gần tan biến. Dù sao cũng chỉ là một sợi ý chí kiếm đạo còn sót lại, bản thân nó cũng không có được bao nhiêu lực lượng. Nếu người đàn ông áo xanh dồn sức để lại một tia ý chí kiếm đạo thì chắc chắn nó sẽ vô cùng kinh khủng, nhưng tiếc là sợi ý chí này không được hình thành như thế. Nghe Diệp Huyên nói vậy, Mục Tiểu Đao tức muốn nổ phổi, liền hộc ra một ngụm máu tươi. Tức quá đi mất. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu là do bị sợi ý chí kiếm đạo kia làm tổn thương. Mục Tiểu Đao gắt gỏng nhìn Diệp Huyên, người gian lận. Diệp Huyên ở phía dưới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Truyền âm bằng huyền khí ta ăn gian đó, ngươi tới cắn ta nè. Mục Tiểu Đao. Lúc này, Diệp Huyên mở mắt ra nhìn Mục Tiểu Đao, châm chọc, đã thua rồi còn nói người ta gian lận. Da mặt của ngươi dày quá, ta so không lại. Nghe Diệp Huyên nói thế, Mục Tiểu Đao đột nhiên xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện. Lúc này, người phụ nữ thần bí lại lần nữa chắn trước mặt Diệp Huyên, tung ra một quyền. Cú đấm này chặn ngang lại thanh phi đao của ả. Nhưng trên nắm đấm của bà xuất hiện một vết đao cứa sâu hóm, có điều chẳng mấy chốc nó đã lành lại. Mục Tiểu Đao nhìn chòng chọc vào Diệp Huyên, lúc này ả ta đã tỉnh táo lại. Ả ta biết tên Diệp Huyên này đang cố tình chọc tức mình. Mục Tiểu Đao bỗng cười nói, ta đã tiếp một chiêu kiếm của ngươi rồi, bây giờ đến lượt người tiếp của ta một đao chứ nhỉ. Nói rồi, ả ta lại xòe tay. Một thanh phi đao khác lại xuất hiện. Lúc này, ả đã chuẩn bị dốc hết sức tung chiêu. Nhưng Diệp Huyên lại chợt nói, đừng đánh nữa. Mục Tiểu Đao khẽ nhíu mày, vì sao? Ngươi quá yếu. Mục Tiểu Đao liền tức đến mức đau ngực, đau luôn cả cặp. Mẹ kiếp! Cả đời này ả ta chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như tên này. Ả ta quá yếu. Quá yếu. Mục Tiểu Đao giận đến mức bật cười, Diệp Huyên, ngươi nói ta quá yếu. Được, ngươi nhận thêm một đao của ta nữa đi. Diệp Huyên vô cảm, thắng bại đã phân, không cần đánh lại. Mục Tiểu Đao gào lên, ngươi bước ra đây cho bà, chúng ta đánh tiếp. Nói rồi, ả liền định ra tay, nhưng người phụ nữ thần bí kia lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao căm phẫn nhìn Diệp Huyên, nấp sau váy phụ nữ, ngươi thì hay rồi.
Người phụ nữ thần bí liếc mắt nhìn Mục Tiểu Đao, ta là mẫu thân ruột của hắn. Mục Tiểu Đao. Diệp Huyên nhìn người phụ nữ thần bí, không nói gì. Mục Tiểu Đao không để ý đến người phụ nữ thần bí nữa, ả nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên lại bỗng nhìn sang Đông Lý Tịnh, tộc trưởng, vừa nãy bà nói cường giả thần đình vũ trụ đang chạy về phía chúng ta à? Đông Lý Tịnh gật đầu, người có ý kiến gì à? Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm chỉ vào Mục Tiểu Đao phía xa, ý kiến của ta đơn giản lắm, đó chính là trước khi cường giả bên kia đến, chúng ta làm thịt đám này đi. Đông Lý Tịnh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, hiện tại tất cả cường giả nơi đây đều nghe theo lệnh của ngươi. Nói rồi, bà bay thẳng về phía Thánh Ngôn Sư. Bà nhất định phải cản lại những cường giả đỉnh cao bên phe Mục Tiểu Đao. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Tiểu Đao, đấu tay đôi nhé. Mục Tiểu Đao ngây người, sau đó xòe tay ra, đến đi. Diệp Huyên đột nhiên nhếch miệng cười, ngại quá, ta gạt ngươi đó. Bây giờ ta muốn đánh hội đồng hơn. Nói rồi, hắn cầm kiếm chỉ thẳng vào Mục Tiểu Đao, mọi người xông lên đi. Chém chết ả này cho ta. Nói rồi, hắn vọt thẳng ra ngoài, mà phía sau hắn là một loạt cường giả bất tử đế tộc. Mục Tiểu Đao. Đánh hội đồng. Theo hiệu lệnh của Diệp Huyên, tất cả cường giả bất tử đế tộc ở đây đều vọt về phía Mục Tiểu Đao. Dẫn đầu chính là người phụ nữ thần bí. Cũng chỉ có bà mới có thể đối đầu trực tiếp với phi đao của Mục Tiểu Đao. Thấy nhiều người cùng xông lên như thế, suy nghĩ đầu tiên của Mục Tiểu Đao là chạy trốn. Quá nhiều người. Đánh không lại. Ả ta rất hiểu thực lực của bản thân. Nếu đánh tay đôi, ở đây ả không ngán bất cứ kẻ nào. Nhưng vấn đề là bây giờ người ta muốn đánh hội đồng. Nhiều người quá. Mục Tiểu Đao vừa định bỏ chạy thì đúng lúc này, Thánh Ngôn Sư đang giao thủ với Đông Lý Tịnh ở phía xa hét lên, người bảo vệ, người không được chạy. Nếu bây giờ Mục Tiểu Đao bỏ chạy thì bọn họ sẽ bị phe Diệp Huyên tàn sát mất. Mục Tiểu Đao có chút cạn lời, sao ông lão này bảo thủ quá vậy? Không thấy người ta có nhiều người thế nào à? Nhưng đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên trong đầu Mục Tiểu Đao. Một lát sau, Mục Tiểu Đao bước về trước một bước, ả xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong tay ả, tích tắc sau, ả cầm lấy thanh đao rồi bổ về trước một nhát. Xoẹt! Một luồng đao quang bắn ra khiến đất trời tê liệt. Thiên địa rúng động. Luồng đao quang này trực tiếp xông đến nhấn chìm nhóm người phụ nữ thần bí. Nhưng chỉ một khắc sau, người phụ nữ thần bí đã phá tan được đao quang, xông đến trước mặt Mục Tiểu Đao rồi tung ra một quyền. Vẻ mặt Mục Tiểu Đao lạnh lùng, ả bước về trước một bước, lại chém một đao xuống. Ầm, một đao tung ra, người phụ nữ thần bí lập tức bị đẩy lùi hơn nghìn trượng. Nếu đối đầu trực diện, bà vẫn thua Mục Tiểu Đao một chút. Chém lùi được người phụ nữ thần bí rồi, Mục Tiểu Đao vốn định ra tay tiếp, nhưng lúc này, ả ta đột nhiên quay đầu lại, Diệp Huyên ở cách đó không xa đang xông về phía đám người chấp pháp vũ trụ. Nhìn thấy tình cảnh này, Mục Tiểu Đao sầm mặt xuống. Đám người chấp pháp vũ trụ kia bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Huyên. Nếu đánh hội đồng Diệp Huyên, hắn chắc chắn sẽ bó tay trước nhóm chấp pháp vũ trụ này. Nhưng vấn đề là bây giờ Diệp Huyên cũng có người. Những người này không hề yếu hơn đám duy trì trật tự vũ trụ, mà quan trọng là họ còn có nhiều người hơn, sao đám người duy trì trật tự kia có thể chống lại được. Diệp Huyên vừa xông đến đã mặc sức chém giết lung tung. Bởi vì phía sau hắn còn có 19 sát thủ theo như hình với bóng. Diệp Huyên cộng thêm 19 người này, căn bản là đã nghiền nát được đám người duy trì trật tự vũ trụ kia. Mục Tiểu Đao xòe tay ra, một thanh phi đao đột nhiên chém đến. Phía xa xa, Diệp Huyên đang chém giết bỗng biến sắc, hắn đang định xoay người lại thì đúng lúc này, 19 sát thủ theo sau hắn bỗng xuất hiện trước mặt. 19 người đồng thời rút dao găm ở bên hông ra chém một nhát, 19 luồng đao quang cùng lúc va vào trên thân đao của Mục Tiểu Đao. Ầm. Đao quang vỡ vụn, 19 người liền bị đánh bay, nhưng trong quá trình bị hất ra ấy, thân thể của họ đột nhiên trở nên hư huyễn, một khắc sau, tất cả đã im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía sau Diệp Huyên lại như lúc đầu. Đỡ được rồi. Thấy cảnh này, Diệp Huyên khiếp sợ không thôi. Thực lực của 19 người này còn kinh khủng hơn so với hắn tưởng tượng.
Mục Tiểu Đao cũng phải nhíu mày lại, ả ta không ngờ rằng 19 người này có thể đỡ được đao kia của mình. Ả đang định ra tay tiếp thì đúng lúc này, một ngọn lửa hừng hực đã bắn tới trước mặt ả. Chính là người phụ nữ thần bí. Mục Tiểu Đao nhìn bà, phi đao trong tay liền bay ra. Xoẹt. Âm thanh xé rách vang lên khắp không trung. Ầm. Ngọn lửa kia liền bị chém nát, sức mạnh khổng lồ lại lần nữa chấn bay người phụ nữ thần bí ra xa. Mục Tiểu Đao không để ý đến người phụ nữ thần bí nữa, mà lập tức hóa thành một tia đao quang chém về phía Diệp Huyên. Người ả ta muốn giết nhất là ai? Là Diệp Huyên. Mục Tiểu Đao ả từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu muốn giết một người đến thế. Thấy Mục Tiểu Đao vọt đến, Diệp Huyên liền xoay người, hắn cầm kiếm bằng tay phải, tiến lên một bước rồi tung ra một chiêu kiếm, kiếm quang lập tức va vào đao quang đang lao đến kia. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên lập tức bị chấn bay. Mục Tiểu Đao đang định thừa thắng xông lên thì đúng lúc này, 19 người kia lại xuất hiện trước mặt ả ta, trong mắt Mục Tiểu Đao lóe lên tia tàn bạo, cút. Vừa dứt lời, ả đã cầm một thanh phi đao vung về phía trước. Xoẹt. Một luồng đao quang bùng phát. Mà lúc này, thân thể của 19 người kia bỗng trở nên mờ ảo, lúc này đây, 19 người bỗng chồng khít lên nhau, trở thành một bóng mờ thống nhất. Bóng mờ kia bỗng rút đao ra, chém. Nhìn như một, nhưng thật ra lại là 19 đao. Đao quang chém xuống, không gian xung quanh liền bị tiêu diệt. Ầm ầm. Một đao kia chém xuống, đao quang của Mục Tiểu Đao liền bị chấn nát, cùng lúc đó, Mục Tiểu Đao cũng bị đẩy lùi ra ngoài hơn mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Mục Tiểu Đao có chút khó mà tin được, ả ta nhìn về phía xa, lúc này cái bóng mờ kia đã trở lại sau lưng Diệp Huyên, nhưng có điều bây giờ họ đã trở về thành 19 người. Mục Tiểu Đao nhìn 19 người kia, trong mắt ánh lên một sự nghiêm nghị hiếm thấy. Bất tử đế tộc thậm chí có cả cường giả cấp bậc này, hơn nữa họ còn không phải là những cường giả đứng đầu. Gia tộc này có chút khủng bố rồi đấy. Đúng lúc này, Mục Tiểu Đao đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, bấy giờ toàn bộ người duy trì trật tự vũ trụ đã bị chém giết hết. Hơn 100 người duy trì trật tự vũ trụ, tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng so với bất tử tộc thì lại thua thiệt quá nhiều về mặt nhân số. Căn bản không phải là đối thủ của họ. Lúc này, ngày càng nhiều cường giả lao về phía Mục Tiểu Đao, tất nhiên bọn họ đều có chung suy nghĩ là muốn giết chết Mục Tiểu Đao. Vẻ mặt của Mục Tiểu Đao khá bình tĩnh, ả xòe tay ra, một thanh phi đao xuất hiện trong tay ả, ả quay sang nhìn Diệp Huyên rồi cười nói, muốn đánh hội đồng ta à? Ngươi nằm mơ đi, người của ta đến rồi. Vừa dứt lời, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số tia sấm giật, cùng lúc đó, một luồng uy thế kinh khủng bỗng ập đến từ phía tinh không xa xôi. Thấy cảnh này, Diệp Huyên híp mắt lại, đúng lúc này, Đông Lý Tịnh ở phía xa đột nhiên hét lên, liệt trận. Vừa nói xong, những cường giả bất tử đế tộc kia dồn dập lùi về sau, 3 vạn đạo binh đứng phía trước, 3.600 vũ thần vệ ở phía sau, 1.000 huyết kỵ bất tử bọc quanh hai bên, mà 19 cường giả bí ẩn thì đứng sát sau lưng Diệp Huyên. Lúc này, phía xa xa bỗng vang lên một tiếng kiếm reo, Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, nơi đó có một cái đầu đầm đìa máu tươi rơi xuống. Chính là đầu của thống lĩnh người chấp pháp vũ trụ Mục Tu. Mà người giết ông ta chính là Mộ Niệm Niệm. Lúc này, Mộ Niệm Niệm cầm trường kiếm trong tay đứng thẳng giữa tinh không, tựa như một vị chiến thần. Niệm Niệm. Thanh kiếm thứ tư của nhân gian. Thật ra nếu nàng ở vũ trụ ngũ duy thì thực lực còn mạnh hơn. Bởi vì nàng là thiên đạo của vũ trụ ngũ duy, ở nơi đó, nàng có thể dựa vào toàn bộ vũ trụ, nhưng với thực lực của nàng, căn bản không cần dùng đến ngoại lực. Đúng lúc này, một tiếng kiếm lại vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn, ở nơi chân trời xa xôi, một cái đầu cũng chậm rãi rơi xuống. Chính là người đàn ông mặc áo bào trắng giao thủ với đồ. Lúc đầu lìa cổ, người đàn ông áo bào trắng kia vẫn còn trợn trừng mắt, ông ta không ngờ rằng mình lại bị giết chết như vậy. Phía chân trời, đồ xoay người nhìn về phía Mục Tiểu Đao, kiếm trong tay nàng ấy vẫn còn đang rung lên. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Mục Tiểu Đao. Trong mắt hai cô gái đều là sát ý. Mà đúng lúc này, không gian ở phía chân trời bỗng nứt ra, một khắc sau,
một người đàn ông trung niên bước ra, người này mặc một trường bào màu tím, trong tay cầm một quyển sách cổ. Khoảnh khắc người đàn ông này bước ra, những tia sấm giật ở trong tinh không liền yên tĩnh lại, sau đó chúng hợp thành một tấm lưới khổng lồ giăng kín khắp không trung. Thần ngôn sư. Cùng lúc đó, lại có thêm một người đàn ông bước ra, người này thân mang áo bào đen, trên mặt đeo một tấm mặt nạ sắt. Điện chủ của ám điện. Theo sự xuất hiện của điện chủ ám điện, trong tinh không đột nhiên xuất hiện từng luồng tàn ảnh, chẳng mấy chốc, những tàn ảnh này đã ngưng tụ thành hơn mấy trăm người thần bí mặc áo đen. Trong tay những người này đều cầm một cái liềm đỏ như máu. Mấy trăm người tỏa ra luồng khí thức âm trầm, khiến người ta có cảm giác vô cùng không thoải mái. Ánh mắt của thần ngôn sư kia rơi vào thân thể của đám người duy trì trật tự, nháy mắt đã sầm mặt xuống, ông ta đột nhiên bước ra trước một bước, mở quyển sách cổ ra đọc thầm, dần dần, trong tinh không có vô số sấm chớp bắt đầu đánh ầm ầm. Những tia sấm này khiến vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây phải nghiêm lại. Vẻ mặt của Diệp Huyên cũng sượng lại, uy lực của đám sấm này chỉ thua mỗi huyết lôi của tiểu ách, nhưng vấn đề làm đám sấm này lại vô cùng nhiều. Đông Lý Tịnh ở phía dưới đột nhiên nói, bất tử huyết trận. Vừa dứt lời, vô số tinh lực tuôn ra từ thông đạo không gian, ngay sau đó, một huyết trận khổng lồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu mọi người. Phía chân trời, thần ngôn sư kia lên tiếng, xuống. Ầm. Vô số tia sấm chút xuống. Trong phút chốc, thế giới như lâm vào ngày tận thế. Rầm 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 rầm. Trên đỉnh đầu mọi người không ngừng vang lên những tiếng sấm rền đinh tai, dưới sự oanh tạc của thần lôi, huyết trận kia cũng đang ngày càng dần mờ đi. Không cản lại được. Đúng lúc này, Đông Lý Tịnh đột nhiên phóng lên trời, bay thẳng đến chỗ thần ngôn sư. Thần ngôn sư liếc mắt nhìn Đông Lý Tịnh, tù. Ầm. Đông Lý Tịnh tựa như bị đóng đinh tại chỗ, tiếp đó, bỗng có một tình cảnh quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy không gian bốn phía quanh Đông Lý Tịnh chợt bắt đầu co lại, không đúng, không chỉ là không gian nơi đó, mà là vô số không gian đang không ngừng co lại xung quanh Đông Lý Tịnh. Lúc này, người phụ nữ thần bí bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên khẽ nói, vạn giới không gian. Người này dùng vạn giới không gian để giam tộc trưởng lại. Nói rồi, bà nhìn sang thần ngôn sư nọ, trong mắt ánh lên một tia nghiêm nghị, trình độ không gian của lão thật là khủng khiếp. Diệp Huyên đang định ra tay thì bị người phụ nữ thần bí ở cạnh cản lại, không cần đâu. Đừng xem thường bà ấy. Bà vừa nói xong, không gian xung quanh Đông Lý Tịnh đột nhiên bị tiêu diệt từng lớp, chẳng mấy chốc, vạn giới không gian đã bị phá vụn. Trong mắt Đông Lý Tịnh ánh lên một tia dữ tợn, bà lại lao về phía thần ngôn sư, sắc mặt của ông ta vẫn bình tĩnh, ông ta nhẹ giọng nói, chém. Ầm 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 ầm. Trong phút chốc, không gian chung quanh Đông Lý Tịnh đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Những kiếm khí này đều là phàm kiếm. Sắc mặt Đông Lý Tịnh cũng tái đi, bà bỗng dừng lại, hai tay chợt xoay ngang, sau đó chặn ngang về phía trước, phá. Ầm. Một tia kiếm quang bắn đến trước mặt bà, Đông Lý Tịnh bị đẩy lùi về vị trí ban đầu, mà trên hai cánh tay của bà giờ đã tràn đầy vết kiếm. Nhưng nó đang tự mình chữa trị. Đông Lý Tịnh nhìn thần ngôn sư, trong mắt ánh lên sự nghiêm nghị. Lúc này huyết trận ở phía chân trời đột nhiên vỡ vụn. Vô số tia sấm đánh thẳng xuống. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía đồ, hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, một khắc sau, hai luồng kiếm quang phóng lên trời, ngay sau đó, vô số kiếm khí trải rộng khắp tinh không. Cản lại. Thấy hai cô gái kia có thể cản lại được pháp thuật của mình. Thần ngôn sư hơi nhíu mày lại, ông ta trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói, mở. Ầm. Vùng không gian phía sau ông ta chợt nứt ra, một khắc sau, một luồng sức mạnh thần bí đã tràn vào vùng không gian nọ, chẳng mấy chốc, từng đợt khí thế hùng hồn chợt lao ra từ sâu thẳm trong vùng không gian đó. Rất nhiều. Ông ta cưỡng chế xé rách vũ trụ, thành lập truyền tống trận. Hiển nhiên bây giờ đang có vô số cường giả chạy về phía bên này thông qua truyền tống trận vừa được lập thành kia. Phía dưới, Nam Tinh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đông Lý Tịnh, sắc mặt Nam Tinh khó coi, tộc trưởng, có rất nhiều cường giả bí ẩn đang kéo về phía bên này. Chúng ta không thể xác nhận được thân phận của họ, thực lực cũng không rõ. Bởi vì thám tử của chúng ta đã bị giết hết rồi.
Đông Lý Tịnh nhìn chằm chằm vào vùng không gian kia, một lát sau, bà gào lên, chuẩn bị nghênh chiến. Chiến! Xung quanh, vô số cường giả bất tử đế tộc đồng thanh hét lên. Lúc này, bên trong thông đạo không gian đi về vũ trụ cửu duy, từng luồng khí thế mạnh mẽ đang lũ lượt kéo đến. Đó là những cường giả bất tử đế tộc chạy đến giúp. Hiển nhiên rằng Đông Lý Tịnh cũng đang bắt đầu gọi người đến. Mà lúc này, thần ngôn sư kia đột nhiên chỉ về phía thông đạo không gian của vũ trụ cửu duy, đóng. Một luồng sức mạnh khủng bố trực tiếp phong bế toàn bộ đường hầm không gian. Thấy cảnh này, Đông Lý Tịnh hoàn toàn biến sắc, bà xoay người tung ra một quyền. Hố đen không gian nơi đó vẫn yên tĩnh không biến động gì. Bởi vì nó đang bị một lực lượng không gian cuồn cuộn vô biên cưỡng chế phong bế lại đường đi. Viện quân của bất tử đế tộc không đến được. Thấy thông đạo của viện quân đã bị phong bế, sắc mặt Đông Lý Tịnh thoát cái lạnh đi. Cùng lúc ấy, một loạt cường giả bỗng xuất hiện sau lưng thần ngôn sư. Bọn họ mặc giáp đen tuyền, tay cầm trường thương, đầu đội mũ giáp đen, số lượng ước tính lên đến 60.000 người. Đi đầu là một người đàn ông trung niên có mái tóc rối bời, gương mặt lộ vẻ tàn ác, tay cầm thanh đại đao khuyết một góc, thoạt nhìn không phải hạng người hiền lành. Với sự xuất hiện của họ, thế cục bỗng chốc lại nghiêng về phía có lực lượng đông đảo hơn thần đình vũ trụ. Người đàn ông cầm đại đao nhìn xuống những người còn sống của bất tử đế tộc, nhếch mép cười, đây chính là gia tộc được xưng là đứng đầu chư thiên vạn giới sao. Thần ngôn sư lên tiếng, hãn đao, chớ khinh địch. Hãn đao cười to, biết rồi. Đầu lưỡi gã ta vươn ra liếm mép, hai mắt lộ vẻ hung tàn. Giọng nói của nam tinh bỗng vang lên trong đầu Đông Lý Tịnh, gã này tên hãn đao, thần tướng của vương triều đại hành ở thiên vực, nắm trong tay trăm nghìn tinh binh đại hành. Lính của gã còn được gọi là hãn binh, ai nấy đều kiêu dũng thiện chiến vô cùng. Thiên vực. Đông Lý Tịnh chậm rãi nhắm mắt lại. Đó là một tinh vực xa lạ, cho dù là với bất tử đế tộc họ. Khoảng cách lại quá xa xôi, ngay cả cường giả như bà, muốn đi từ đây đến đó cũng phải mất ít nhất trăm năm. Vậy mà tên thần ngôn sư lại có thể đưa những cường giả này đến đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy, quả thật là vô cùng khủng khiếp. Ánh mắt bà nhìn ông ta càng thêm vẻ nghiêm trọng. Cường giả bất tử đế tộc không thể đến chi viện khiến cho tình hình của họ càng thêm bất lợi. Lúc này, thần ngôn sư ở chân trời ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ phía xa, thấy những tia sấm đang dần biến mất dưới sự hợp tác của Mộ Niệm Niệm và Đồ. Ông ta nhìn xuống Đông Lý Tịnh, nói, giết. Việc bất tử đế tộc tàn sát mấy trăm người chấp pháp vũ trụ đã không thể giảng hòa, vì vậy ông ta không hề có ý cầu hòa hay câu giờ. Cho dù bất tử đế tộc có muốn hòa, thần đình vũ trụ cũng tuyệt đối không đồng ý. Tình thế giữa hai bên bây giờ, đã đến nước ngươi chết ta sống. Nghe thần ngôn sư ra lệnh, hãn đào bật cười ha hả, xông lên cho cha nào lũ sói con, hãy để cho lũ người phương xa này biết thực lực của vương triều đại hành ta thế nào. Nói xong, gã xách đao lao xuống với 60.000 người theo sau. Thần ngôn sư chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hé miệng đọc thần chú. Dần ra, một luồng sức mạnh thần bí bao phủ lấy những cường giả kia, đồng thời khiến khí tức và sức mạnh của họ tăng vọt thêm ít nhất là 4 thành. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Đông Lý Tịnh sa sầm. Bà không nghĩ nhiều nữa mà ra lệnh cho đạo binh bất tử đế tộc nghênh chiến. Thủ lĩnh đạo binh bước ra, chĩa mũi thương về phía chân trời, chiến. Chiến. Mấy chục nghìn đạo binh đồng thanh gầm lên rồi phóng vút lên trời, nghênh chiến với các cường giả vương triều đại hành. Phú thần vệ sau lưng họ cũng bất thình lình bắn ra mấy nghìn mũi tên xé rách tinh không, khiến một vài cường giả rụng xuống như sung. Ngặt nỗi ngần ấy mũi tên cũng chỉ hạ được mấy chục người, không nhiều nhặn gì. Thấy đất trời biến sắc khi huyết kỵ bất tử bỗng dưng lao ra, hãn đao gằn giọng nói. Ngăn chúng lại. Mấy nghìn người đứng bên gã ta lao về phía các kỵ binh. Nhưng chỉ vừa giao thủ, các huyết kỵ bất tử đã áp đảo hoàn toàn bằng thế công như trẻ trẻ, khiến mấy trăm thi thể rơi từ trên cao xuống. Kỵ binh tấn công trực diện là một thế lực khủng khiếp nhường nào. Cho dù quân số chưa đến 1.000, nhưng sức mạnh của họ như có thể nghiền nát đất trời. Nhận ra mình đã đánh giá thấp bất tử đế tộc, sắc mặt hãn đao xấu đi trông thấy, bất chấp mà vung đao gầm lên.
giết. Sát ý màu đỏ cuồn cuộn ùa ra từ trong thân thể gã, xé nát mọi thứ ở bốn phía. Trận chiến của hai bên nhanh chóng nổ ra khắp vũ trụ. Tuy nhân số bên bất tử đế tộc ít hơn nhưng bên hãn đao có làm thế nào đi nữa cũng không chiếm được thế thượng phong, dẫn đến tình trạng ngang tài ngang sức. Diệp Huyên bên dưới bỗng nói với 19 người phía sau, ra tay. Bọn họ lập tức biến mất. Ngăn lại. Ám chủ ám điện vừa mở miệng, hàng loạt cột sáng màu đỏ máu dâng lên từ bên dưới. Một loạt cường giả bí ẩn xuất hiện ngăn cản nhóm người kia lại, chính là sát thủ ám điện. Hai bên đều là sát thủ như nhau, bèn không nhiều lời mà trực tiếp lao vào chiến đấu. Thần ngôn sư quan sát bốn phía rồi đưa tay làm động tác vuốt. Một truyền tống trận khổng lồ xuất hiện về phía bên phải ông ta, chấn động kịch liệt. Ông ta lại đang gọi người đến. Đông Lý Tịnh nhìn thông đạo không gian dẫn đến vũ trụ cửu duy, biết rằng mình phải cưỡng ép mở vách ngăn vũ trụ ra để cường giả cửu duy đến tiếp viện. Nhưng khi bà chuẩn bị ra tay, lại nghe thần ngôn sư nói, ngăn ả lại. Điện chủ ám điện biến mất tại chỗ, lao về phía Đông Lý Tịnh. Bà nói, tam muội, ngăn hắn ta lại. Người phụ nữ thần bí bên dưới lập tức vọt về phía điện chủ. Thần ngôn sư nhìn sang Mục Tiểu Đao, ngăn ả lại. Nhưng vừa thốt lên, ông ta đã có chút hối hận khi nhận ra giọng điệu mình dùng không được phù hợp. Quả nhiên, Mục Tiểu Đao lạnh lùng liếc sang, người đang ra lệnh cho ta à? Tại thần đình vũ trụ, người bảo vệ vũ trụ chỉ nghe lời trước pháp tắc vũ trụ. Nhưng trọng điểm ở đây là Mục Tiểu Đao. Một cô gái thần kinh thô đến mức khó có thể hình dung. Thần ngôn sư vội thi lễ, tại hạ ban nãy lỡ lời, mong Mục cô nương thứ lỗi. Ả ta chỉ vào Diệp Huyên, ta đánh tên này. Ả không muốn gì cả, chỉ muốn giết chết hắn mà thôi. Thần ngôn sư do dự một hồi, nói, Mục cô nương, xin hãy lấy đại cục làm trọng. Đại cục cái mông, ta phải làm thịt thứ tiện nhân kia. Mục Tiểu Đao gắt lên. Đoạn phóng về phía Diệp Huyên bên dưới. Sở dĩ ả không ra tay là vì đang đợi những người khác giữ chân các cường giả có khả năng cản bước ả. Và giờ đây, Diệp Huyên chỉ có một mình. Thấy ả ta lao tới, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Mẹ nó, thì ra con ả này chỉ nhằm vào hắn. Nhưng hắn không ra tay tấn công mà chỉ lấy ra một chiếc hộp. Mục Tiểu Đao lập tức biến sắc khi nhìn thấy nó, dừng lại hỏi. Đó là gì? Ả ta cực kỳ kiêng kỵ những lá bài tẩy của Diệp Huyên, nào là kiếm khí rồi ý chí kiếm đạo. Đã vậy tên tiện nhân này còn một lô một lốc bài tẩy nữa. Diệp Huyên, người đoán xem. Mục Tiểu Đao, người định dọa ta. Diệp Huyên cười, vậy ngươi cứ đánh đi. Mục Tiểu Đao suy nghĩ một hồi rồi nhìn thần ngôn sư, nghe ông ta nói, Mục cô nương, trước tiên hãy ngăn cản tộc trưởng bất tử đế tộc. Dưới những đợt tấn công như vũ bão của Đông Lý Tịnh, thông đạo dẫn đến vũ trụ cửu duy đã xuất hiện vết rách. Mục Tiểu Đao khẽ cau mày, sao ngươi không tự đi đi? Khóe miệng thần ngôn sư giật một cái, Mục cô nương à, ta còn phải giữ vững truyền tống trận không gian này, còn phải điều khiển thần lôi bám trụ hai kiếm tu kia, phải liên tục củng cố phong ấn trên thông đạo không gian. Mẹ nó chứ, trong lòng ông ta cũng đang như kiến bò chảo nóng. Con ả Mục Tiểu Đao là gián điệp của bên kia hay gì? Ông ta đã không dám mắng, càng không dám đánh. Sao pháp tắc vũ trụ lại đưa một kẻ nực cười ngần này đến để bắt người có ách thể chứ? Nói phái đến để quấy rối còn hợp lý hơn. Không đúng. Như nghĩ đến gì đó, thần ngôn sư biến sắc, hỏi Mục Tiểu Đao, Mục cô nương. Chẳng lẽ cô tự đến đây? Mục Tiểu Đao nhìn lại đầy vô tội, tự đến gì cơ? Sắc mặt thần ngôn sư trầm xuống. Con ả này tuyệt đối không phải do pháp tắc vũ trụ phái đến, mà là tự mình chạy đến. Không bị nó trói buộc, ả ta có thể tác oai tác quái ngang trời. Sắc mặt thần ngôn sư lại càng khó xem. Khi ông ta chuẩn bị niệm chú thông báo cho thần đình vũ trụ, bỗng nghe ả ta nói, ngươi mà dám nói bậy, ta chém chết ngươi. Thấy thanh phi đao xuất hiện trong tay ả ta, sắc mặt thần ngôn sư sượng lại. Nội tâm tan vỡ. Sao trên đời có thể có con ả bất thường nhường này chứ? Có thật là ả không phải người phe kia không? Đúng lúc này,
Diệp Huyên bỗng hóa thành một tia kiếm quang vọt về phía cường giả vương triều đại hành. Kiếm quang từ thuấn sát nhất kiếm lóe lên, một cái đầu bay ra ngoài. Hắn đang muốn tấn công lần hai thì thấy một thanh phi đao bay tới. Diệp Huyên lập tức biến sắc, xoay người rút kiếm chém ra, đồng thời khởi động bốn loại vực. Uỳnh một tiếng, hắn bay thẳng ra ngoài. Khi mục tiểu đao chuẩn bị ra tay lần nữa, phòng ấn giữa vách ngăn vũ trụ bỗng vỡ nát. Một khắc sau, có tiếng gầm phẫn nộ truyền ra, kẻ nào dám ước hiếp thiếu chủ bất tử tộc ta? Kẻ nào? Kẻ nào? Hàng loạt cường giả trong thông đạo thét lên rồi lao ra, mang đến khí tức hùng hậu khiến tinh không run rẩy. Không gian bốn phía bỗng nhiên chấn động rồi nứt ra, để 10 ông lão cũng chính là trưởng lão thập giới xuất hiện. Đại trưởng lão dẫn đầu thét lên, kẻ nào dám ước hiếp thiếu chủ bất tử tộc ta? Từ phía sau họ, một loạt cường giả ùa tới như hồng thủy khiến vũ trụ chấn động. Kẻ nào dám ước hiếp thiếu chủ bất tử tộc ta? Chỉ trong nháy mắt, những âm thanh giận dữ vang lên từ bốn phương tám hướng, hàng hà sa số cường giả xuất hiện trong tinh không. Tất cả có hơn 100.000 người, đều từ thập giới mà đến. Chỉ trong nháy mắt, tình thế trong sân đã hoàn toàn nghịch chuyển. Những cường giả bất tử đế tộc vừa xuất hiện đã lập tức lao về phía cường giả vương triều đại hành, tàn sát bọn họ trong chớp mắt. Hãn Đào biến sắc, hai mắt trợn trừng như sắp nứt, gào lên về phương xa thần ngôn sư. Sắc mặt thần ngôn sư cũng sa sầm kịch liệt. Từ bên dưới, Đông Lý Tịnh căm giận chỉ tay vào ông ta, làm thịt lão. Thấy bà vun vút lao tới, thần ngôn sư biến sắc, cuống quýt kêu. Mục cô nương, cản. Nào ngờ khi quay đầu, ông ta lại chẳng thấy mục tiểu đao đâu cả. Đầu óc thần ngôn sư trống rỗng. Mẹ nó. Con ả kia cứ thế mà chạy, cứ thế mà bán đứng đồng đội sao. Ông ta không kịp nghĩ nhiều thêm, chỉ vươn tay làm động tác áp xuống, đại na di thuật. Lời này vừa ra, một vòng sáng khổng lồ bỗng xuất hiện dưới chân các cường giả thần đình vũ trụ, đưa họ và các cường giả vương triều đại hành còn lại biến đi mất dạng. Không để lại một mống nào. Chấm. Thấy vậy, sắc mặt Đông Lý Tịnh trầm hẳn xuống. Việc thần ngôn sư có thể truyền tống toàn bộ cường giả thần đình vũ trụ đi đã không chỉ là kinh khủng nữa, mà đã có phần nghịch thiên rồi, điều mà bà không hề nghĩ đến. Các cường giả bất tử đế tộc khác cũng ngớ ra. Đánh qua đánh lại, vậy mà cứ thế biến mất tiêu. Đông Lý Tịnh lên tiếng, trở về bất tử giới. Thấy bà rời đi, những người khác cũng rối rít nối gót. Người phụ nữ thần bí lại đi đến trước Diệp Huyên, về bất tử giới trước đi. Hắn im lặng một hồi rồi gật đầu, theo những người khác trở về vũ trụ cửu duy. Khi tinh không dần khôi phục sự tĩnh lặng, có một cô gái bỗng dưng xuất hiện. Nàng ta mặc trường bào ôm dáng làm từ sợi gai, bên hông dắt một sợi dây gai làm cho thân hình thon thả trông càng yểu điệu. Đôi giày dưới chân nàng ta cũng được tết từ sợi gai, để lộ những ngón chân trắng trẻo xinh đẹp. Hai tay nàng ta đặt sau lưng, sắc mặt hờ hững, ánh mắt chăm chú nhìn vào vách ngăn vũ trụ liên thông với cửu duy. Sau đó nàng ta quay đầu, thấy một cô gái đang nghịch phi đao cách đó không xa. Mục tiểu đao cười chào hỏi, Ma Y, lâu rồi không gặp. Ma Y, một trong những người bảo vệ pháp tắc vũ trụ, chỉ lạnh nhạt nói. Thần đình có lệnh, trở về. Mục tiểu đao trợn mắt, gọi ta trở về. Ma Y, phải. Được, ta đây về ngay. Mục tiểu đao cười hì hì rồi lập tức xoay người chạy đi mất. Ma Y biết ả ta sẽ không làm như đã nói, vì vậy bèn lắc đầu. Bỗng dưng mục tiểu đao ngoặt trở lại, nói. Ta gặp được Dĩ Tân rồi ấy. Chân mày Ma Y khẽ cau lại. Mục tiểu đao nghiêm giọng tiếp lời, pháp tắc vũ trụ rất có thể đang đi theo nàng ta. Nói xong, ả tả nhìn quanh quất khắp nơi, thì thầm, đừng nói là ta kể cho ngươi nhé. Rồi chỉ chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Ma Y trầm ngâm một hồi rồi nhấc chân lên, chỉ một bước đi mà đã xuyên qua mấy chục tinh vực. Thần ngôn sư đang ở một nơi nào đó trong vũ trụ bỗng ngẩng đầu lên, thấy Ma Y đã xuất hiện trước mặt. Ông ta khẽ gật đầu, Ma Y cô nương. Ma Y xòe tay ra, để một lệnh bài màu tím lơ lửng bay đến. Thần ngôn sư khẽ biến sắc.
Thần lệnh người có được nó sẽ có quyền điều động tất cả cường giả thần đình vũ trụ, chỉ trừ những người bảo vệ pháp tắc vũ trụ. Thần ngôn sư khom người thi lễ, xin cô nương phân phó. Ma Y, diệt bất tử đế tộc. Tuân lệnh, ông ta nhận lấy lệnh bài, đoạn nói với vẻ do dự và chút oán hận trong giọng, còn mục tiểu đao cô nương. Nếu mục tiểu đao chịu phối hợp thì tộc trưởng bất tử đế tộc căn bản đã không có cơ hội mở vách ngăn vũ trụ, mà ông ta cũng sẽ truyền tống được cường giả vương triều đại hành đến đây. Nào ngờ ả ta lại chẳng có ý thức hợp tác chút nào, đã vậy còn đòi đánh ông ta. Ma Y cũng đau đầu vì mục tiểu đao lắm, vì vậy đành im lặng một hồi rồi nói. Ta đã thông báo cho thần đình, bọn họ sẽ xử lý. Vậy thì tốt. Thần ngôn sư gật đầu rồi cầm lệnh bài rời đi. Có thứ này rồi, mấy chục nghìn siêu cường giả đều nằm trong tay ông ta. Thần lệnh ra, ai dám không phục. Chấm chấm chấm. Sau khi mọi người đã rút lui về lại bất tử giới, Đông Lý Tịnh đưa Diệp Huyên đi lên đỉnh núi nọ. Trên đó có một sơn động rất lớn, bên trong là những linh bài được xếp ngay ngắn. Đây chính là nơi thờ tổ của bất tử đế tộc. Đông Lý Tịnh dẫn Diệp Huyên đi đến trước sơn động, bên cạnh là người phụ nữ thần bí, theo sau là mười mấy vị trưởng lão, bao gồm Đông Lý Hình, Đông Lý Tả và trưởng lão thập giới. Người thường không có tư cách đến đây, vì vậy những người còn lại đều ở dưới chân núi. Đông Lý Tịnh nhìn vào trong sơn động, hành lễ đi. Diệp Huyên chần chừ một chút rồi khẽ làm theo. Đúng lúc ấy, sơn động bỗng nhiên rung chuyển khiến Đông Lý Tịnh cau mày. Sau đó là một tiếng giống phẫn nộ vang vọng bốn phía, huyết mạch phong ma. Là huyết mạch phong ma. Một lão già xuất hiện phía trên họ, với đôi mắt căm phẫn nhìn Diệp Huyên chòng chọc. Sau lưng lão ta là mười mấy người mặt mày dữ tợn, trông như sắp nhào lên cắn xé Diệp Huyên đến nơi. Đông Lý Tịnh chỉ bình tĩnh nhìn họ. Diệp Huyên cau mày, chuyện gì thế này? Lão già đi đâu phẫn hận vung tay chỉ Diệp Huyên, kẻ này có huyết mạch phong ma trong người, ngươi lại muốn lập hắn làm thiếu chủ bất tử đế tộc ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên cha hắn năm ấy đối xử với chúng ta ra sao? Người đàn ông áo xanh năm ấy suýt nữa đã tiêu diệt toàn bộ bất tử đế tộc. Các trưởng lão khác như Đông Lý Tả không dám lên tiếng, chỉ có Đông Lý Tịnh mở miệng. Hắn có huyết mạch của bất tử đế tộc ta. Bà khép tay lại làm động tác kéo. Huyết mạch bất tử trong cơ thể Diệp Huyên bỗng chấn động rồi phóng lên cao trong một luồng khí tức hùng hậu. Mấy lão già kia thấy cảnh này thì ngẩn ra, nhưng lão già đi đầu vẫn nghiến răng, thì thế nào? Hắn chỉ là đứa con hoang do một ả đàn bà bất tử đế tộc ta sinh ra với một thằng đàn ông bên ngoài, căn bản không thừa hưởng huyết mạch dòng chính, hắn. Láo xược. Đông Lý Tịnh giống lên, vung tay thành hình chảo, ít hầu lão già kia lập tức bị bóp nghẹt. Nhóm Đông Lý Tả chỉ thờ ơ quan sát, không ai can thiệp. Đông Lý Tịnh nhìn lão già với đôi mắt lạnh buốt, đàn bà thì thế nào? Con cái của phụ nữ bất tử đế tộc ta chẳng lẽ không phải dòng chính? Sắc mặt lão già trở nên xấu xí. Lão đã vô tình quên mất rằng tộc trưởng đương nhiệm của bất tử đế tộc cũng là nữ. Thấy lão sắp mở miệng, Đông Lý Tịnh nói các vị tổ tiên an nghỉ cho khỏe đi. Bàn tay bà khép lại. Làm động tác quét ngang. Lão già và những người kia biến mất trong một tiếng huỳnh, rõ ràng đã bị tiêu diệt. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên có phần kỳ quặc, nhưng nhóm Đông Lý Tả vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không ai tiến lên ngăn cản. Bởi vì bảo vệ Diệp Huyên đã không còn là quyết định của Đông Lý Tịnh, mà là quyết định của toàn tộc. Đông Lý Tịnh xòe tay ra, đẩy chiếc nhẫn xuất hiện trong đó sang cho Diệp Huyên, đeo nhẫn này vào, người chính là thiếu chủ bất tử đế tộc ta. Diệp Huyên, ta là người mang ách thể. Đông Lý Tịnh, cũng là người của bất tử đế tộc ta. Nghe vậy hắn bèn không do dự nữa, nhận lấy nhẫn rồi đeo vào. Quỳnh! Một luồng huyết khí bí ẩn bất ngờ bao phủ lấy hắn. Sức mạnh của huyết mạch bất tử. Diệp Huyên nhìn Đông Lý Tịnh với vẻ kinh ngạc, nghe bà nói, trong nhẫn có máu của tổ tiên, vào thời điểm nguy cấp có thể ngăn lại một đòn tấn công chí mạng. Ngoài ra, người có thể điều động tất cả cường giả ở vũ trụ thất duy, bát duy, cửu duy và thập giới. Tại bất tử đế tộc, trừ các trưởng lão và một số người đặc biệt ra, người có thể ra lệnh cho bất kỳ ai. Diệp Huyên chớp mắt, người đặc biệt.
Đông Lý Tịnh cười, chẳng lẽ ngươi nghĩ những người trước đó là tất cả bài tẩy của bất tử đế tộc rồi à? Hắn ngẩn ra, vội hỏi dồn, chúng ta còn những lá bài tẩy khác sao? Đông Lý Tịnh vốn lo sợ rằng Diệp Huyên sẽ không tự cho mình thuộc về bất tử đế tộc, nay nghe hắn nói hai chữ chúng ta thì hết sức vui mừng, khóe môi khẽ cong lên. Sau này ta sẽ nói cho ngươi. Được, Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói, tộc trưởng, ta có việc phải đi làm. Đông Lý Tịnh gật đầu, đi đi. Diệp Huyên ôm quyền rồi rời đi, bỗng bị bà gọi lại. Đợi đã. Hắn xoay người, chỉ thấy Đông Lý Tịnh đẩy một viên đan dược đến trước mặt, đây là thọ mệnh đan, có thể giúp ngươi gia tăng ít nhất 100 năm tuổi thọ. Cảm ơn. Diệp Huyên không từ chối, thu nó vào rồi rời đi. Hắn biến mất rồi, Đông Lý Tịnh bỗng nói, phái người đến vũ trụ ngũ duy, ta muốn biết về tên nhóc này. Diệp Huyên dù sao cũng là thiếu chủ bất tử đế tộc, không chỉ cần có thiên phú cao siêu và thực lực mạnh mẽ, mà còn cần phải có nhân phẩm đáng tin cậy. Bà muốn biết hắn là người như thế nào, bằng không tuyệt đối sẽ không để hắn kiểm soát bất tử đế tộc. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đi đến phủ đệ tiêu tộc, vừa đặt chân vào cửa đã được đích thân tộc trưởng của tiêu tộc ra đón. Ông ta cung kính thi lễ, tham kiến thiếu tộc trưởng. Việc Diệp Huyên là thiếu chủ bất tử đế tộc đã được tuyên cáo khắp vũ trụ cửu duy, giờ này có ai còn không biết hắn. Hắn nắm sợi dây chuyền trong tay, khẽ nói, ta muốn gặp Tiêu Phỉ cô nương. Ông lão vội đáp, thiếu chủ hãy theo ta. Ông ta dẫn hắn vào một gian phòng trong nhà. Diệp Huyên đứng ở ngoài nhìn vào, thấy một cô gái đang ngồi cách đó không xa. Nàng đầu đội phượng quan, thân khoác giá ông ta màu đỏ, nhưng gương mặt bình lặng. Hai mắt không có tiêu cự. Diệp Huyên chỉ lẳng lặng siết sợi dây chuyền trong tay, cảm thấy thả đối mặt 10 mục tiểu đao còn dễ chịu hơn. Một hồi sau, hắn hít vào một bước, đi đến trước mặt cô gái, đưa dây chuyền ra, run giọng nói, Tiêu tiểu thư. Hắn nói, hắn, từ hôn. Cô gái chỉ lẳng lặng nhìn hắn không nói một lời, nhưng nước mắt đã tẩm ướt gò má nàng từ khi nào không hay. Diệp Huyên không dám đối mặt với ánh mắt sắc như lưỡi dao ấy, khẽ cúi đầu. Hồi lâu sau, nàng đưa tay nhận lấy sợi dây, nhìn nó bật cười, cười rồi lại khóc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 137.